Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 20. Con, sao con lại làm cha đau lòng chứ? Hừm, Du Du mới nói cho cha biết, cha chết rồi thì con thấy rất vui. Còn nữa, cha không xứng làm cha của con, Tô Thương xị mặt nói. Nói bậy. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, đây chắc chắc là nói bậy rồi, cha, là em ấy có ý đồ muốn phá hoại tình cảm giữa hai chúng ta đó. Tâm địa thật xấu xa, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Đủ rồi, cái miệng nhỏ này, chỉ toàn nói lời vô nghĩa thôi. Tô Thương tối sầm mặt lại, sau đó nói, cha hỏi con, chuyện đến cướp ở chợ đen Cửu Môn, là chủ ý của ai? Nghe như thế, Tô Tinh Hà vừa hay định giả vờ một trận, nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm khắc của Tô Thương, cậu ấy lại không dám lên tiếng. Con không nói thì cha cũng biết, Tô Tinh Hà. Con còn nhỏ, thế mà lại có ý muốn làm tội phạm, con được lắm. Tô Thương dùng giọng giáo dục, nói trước kia cha không ở bên con, không chỉ đường đi đúng hướng cho con, là trách nhiệm của cha. Nhưng mà từ nay về sau, cha sẽ làm gương cho con, để cho con một cái nhìn đúng đắn nhất. Tô Thương nghiêm mặt nói, như cái gì mà làm tội phạm, tìm vợ bé, những ý nghĩ như vậy, tuyệt đối không được phép xuất hiện nữa, nghe không hả? Dạ, thưa cha. Tô Tinh Hà lập tức nghiêm túc, sau đó nhỏ giọng nói, nhưng mà, cha cũng có vợ bé mà, mẹ của con với dì Lý Nguyệt, cũng là một lớn một bé đó. Không thể chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, được, cha như thế thì con không phục. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói. Tô Thương nghe vậy, thoáng có chút xấu hổ, không biết nên làm sao để trả lời chuyện này. Gặp chuyện không giải quyết được. Đã như vậy thì, đánh cho một cái vào đầu trước đã. Bang! Tô Thương đưa tay ra đánh lên đầu Tô Tinh Hà một cái. Ai ui, cha không nói đạo lý sao? Tô Tinh Hà cắn răng chịu đựng. Tô Thương có chút ngại mà nói, im miệng đi, cha chính là đạo lý đây. Tức thật chứ? Tô Tinh Hà phiền muộn nói, khi con dùng vũ lực nói chuyện với cha lại giảng đạo lý với con. Khi con giảng đạo lý với cha lại dùng vũ lực với con, đau đầu thật chứ, sao con lại có loại cha như thế này nhỉ, tức chết mất. Cái đầu nhỏ con này, miệng lúc nào cũng bồ bồ thế không biết. Tô Thương liếc con trai của mình một chút, đang định nói điều gì đó, nhưng mà lúc này, bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại của cha gọi tới, Tô Thương, nhanh trở về trang viên đi, cha có chuyện muốn bàn bạc với con. Trong điện thoại, Tô Thần Binh có vẻ lo lắng nói. Sau đó liền cúp điện thoại. Hừm, Tô Thương khẽ nhíu mày, sau đó không chần chừ nữa mà nhìn Tô Tinh Hà nói, con trai đi theo cha. Cha, đi đâu? Tô Tinh Hà nghi ngờ hỏi. Đi gặp ông nội và ông cố. Sau đó, Tô Thương nắm Tô Tinh Hà kéo lên giống như đang xách một con gà, rời đi khỏi biệt thự ven sông. Chấm chấm chấm. Nửa tiếng sau. Trang viên nhà họ Tô. Mật thất dưới đất. Lý Thuần Phong sau xem hết phần thi bikini, liền vội vã rời đi, trong miệng còn la hét chính mình phải lắp một cái TV LCD ngay tại chỗ tu luyện, để rèn luyện tính cách mới được. Lúc này, Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn, vẫn nằm hai người hai nơi giống như bình thường. Đứng bên cạnh còn có một người, toàn thân mặc quân phục, thân hình cao lớn, khoảng 2 mét, giống như một ngọn núi nhỏ, chính là Triệu Thiên Sách. Đại tướng Tô. Lúc này, Triệu Thiên Sách cười khổ nói, ở biên giới phía nam nguy hiểm chồng chất, Tô đại thiếu gia cơ thể yếu ớt, chưa gặp qua sóng gió lần nào, chỉ sợ đến biên giới phía nam rồi. Không sao. Tô Thần Binh sảng khoái cười nói, thằng nhóc Tô Thương này hình như đã đạt đến cảnh giới hóa kình đỉnh phong rồi, cũng nên để nó thấy chút máu chứ, bông hoa trong phòng ấm, mãi mãi không thành được vật báu. Có điều, Thiên Sách. Vất vả cho cậu rồi, trên chiến trường phải để ý đến Tô Thương nhiều hơn. Đại tướng Tô khách sáo quá. Triệu Thiên Sách xua tay, sau đó nói, được thôi, ý đại tướng Tô đã quyết, thế thì lần này trở về biên giới phía nam, sẽ mang theo cậu ấy đi cùng. Hóa kình đỉnh phong, cũng không yếu lắm, đủ tư cách để đi theo sĩ quan quân đội, người trong quân ngũ cũng không thể oán trách, dù sao cảnh giới của Tô đại thiếu gia cũng khá ổn rồi. Triệu Thiên Sách cười nói. Đúng lúc này,
Tô Thương cùng Tô Tinh Hà đi đến. Cha, mọi người đang nói gì vậy? Tô Thương cười cười, sau đó nhìn Triệu Thiên Sách bên cạnh, chào hỏi, đây không phải là chiến thần Triệu Thiên Sách sao, anh vẫn chưa rời Giang Bắc à? Ha ha, đêm nay sẽ rời đi. Triệu Thiên Sách cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn vào Tô Thần Binh, khách sáo nói, Đại tướng Tô, chuyện này vẫn nên là để Đại tướng nói chuyện với Tô Đại thiếu gia thì hơn, tôi ở ngoài trang viên chờ cậu ấy. Vừa nói, Triệu Thiên Sách vừa nhìn Tô Kiền Khôn bên cạnh, tạm biệt, ông nội Tô, tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt, Triệu Thiên Sách liền quay người rời khỏi mật thất dưới đất. Cha, ông nội. Sau khi nhìn Triệu Thiên Sách rời đi, Tô Thương nhìn Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn, nghi ngờ nói, chiến thần Thiên Sách đến đây có chuyện gì vậy? Cha với ông nội, định để con. Tô Thần Binh đang nói, chợt thấy Tô Tinh Hà bên cạnh, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, Tô Thương, đứa trẻ này là ai? Ha ha, cha, ông nội, con cũng có chuyện muốn nói với mọi người đây. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó đẩy Tô Tinh Hà lên một chút, nói Tô Tinh Hà, chào hỏi đi. Ông nội, ông cố, Tô Tinh Hà tùy tiện chào hỏi, không có chút gì là sợ người lạ. Tô Thương. Tô Thần Binh nhất thời sững sờ, vội đến mức suýt chút nữa thì ngồi bật dậy từ trên giường, kích động nói, nó gọi cha là gì? Gọi là ông nội đó. Tô Thương cười cười, giới thiệu, đây là Tô Tinh Hà, là con trai của con ruột. Chấm than. Con của con, thế không phải là cháu của cha hay sao chứ? Tô Thần Binh sướng như phát điên, thở gấp nói, cháu nội ngoan, đến đây, nhanh đến đây, để ông nội nhìn cho kỹ. À. Tô Tinh Hà ngoan ngoãn đi qua, ngụy trang bản thân mình rất giỏi. Y như một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy. Ha ha ha. Tô Thần Binh quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, thoải mái cười to nói, Tô Thương, khoan hãy nói chuyện gì khác nha, cha thấy hình dáng của tên nhóc này giống y đúc con lúc nhỏ, quá giống luôn. Ha ha, nhà họ Tô có hậu rồi, ha ha ha, mình có cháu rồi. Tô Thần Binh cười không ngậm được miệng. Tô Kiền Khôn ở ngay bên cạnh, cũng cực kỳ kích động, lầm bầm nói, thằng nhãi kia, đã xem đủ chưa hả, xem đủ rồi thì để chắt trai qua đây đến trước mặt ông cố này đi, mắt cha kém, đứng xa quá nhìn không rõ. Tô Thần Binh nghe vậy, nhỏ giọng oán trách cha, mỹ nữ mặc bikini trên màn hình TV, đến chân trái người ta có nốt ruồi mà cha còn nhìn thấy, bây giờ sao mắt lại kém rồi hả? Hửm. Tô Kiền Khôn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần Binh lập tức ngậm miệng lại, không dám hé thêm nửa lời. Sau đó Tô Kiền Khôn cười nói, chắt trai, nhanh qua đây, để ông cố nhìn xem nào. Dạ, ông cố. Tô Tinh Hà cảm nhận được sự ấm áp của nhà họ Tô, trong lòng vô cùng vui vẻ, chạy đến trước mặt Tô Kiền Khôn. Tốt tốt tốt, Tô Kiền Khôn mặt tràn đầy dáng vẻ hiền hậu nhìn Tô Tinh Hà, hưng phấn nói, giống y như đúc, không hổ là đời sau của nhà họ Tô, hả? Bỗng nhiên, Tô Kiền Khôn sững sờ. Thần sắc tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, cháu à, cháu đã là cảnh giới tông sư rồi sao? Vâng ạ, Tô Tinh Hà không hề che giấu, thành thật gật đầu. Chuyện này làm sao có thể được chứ, cháu chỉ là một đứa nhóc mấy tuổi đầu, sao có thể? Tô Kiền Khôn không thể tưởng tượng nói. Tông sư, Tô Thần Binh cũng kinh ngạc không thôi, không nhịn được liền hỏi, Tô Thương, chuyện là sao? Tô Thương còn chưa mở miệng thì Tô Tinh Hà liền nói, ôi dào, không phải chỉ là tông sư thôi sao, tính là cái rắm gì chứ, không phải vẫn bị cha cháu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Tinh Hà. Tô Thương vội vàng cắt ngang, thản nhiên nói, con ra ngoài đợi cha trước đi, cha có mấy lời muốn nói riêng với ông nội và ông cố của con. Cha, con. Tô Tinh Hà có chút không cam tâm tình nguyện. Nhưng dưới ánh mắt của Tô Thương, cũng đành ngoan ngoãn lui ra. Sau đó, Tô Thương nhìn cha và ông nội, giải thích chuyện này nói ra thì khá phức tạp. Là như thế này, Tinh Hà và Du Du, là sinh trước sau một bước mà thôi, lúc đó là Giang Tuyết Nhi mang thai Long Phượng, sinh non, cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm. Tô Thương nói tiếp, để bảo vệ tính mạng bọn họ,
lão tổ tông của Giang Tuyết Nhi đã dùng để hồ quán đỉnh, đem hết chân khí chuyển sang cho Du Du và Tinh Hà, cho nên Tinh Hà mới sinh ra đã là tông sư võ đạo rồi. Thì ra là như vậy. Tô Kiền Khôn gật gật đầu, rõ ràng là ông ấy đối với đề hồ quán đỉnh cũng có chút hiểu biết, sau đó ông ấy lại nghi hoặc nói, Giang Tuyết Nhi không phải chỉ là một gia tộc nhỏ thôi sao, sau lưng sao lại có một lão tổ tông mạnh như vậy chứ? Chuyện này, Tô Thương cười khổ một tiếng, sau đó thành thực nói, ông nội, ông biết Liên Minh Cửu Môn không? Biết, đó là một nhân vật cực kỳ lớn mà, thậm chí còn cường thế hơn cả Dược Vương Điện nữa. Tô Kiền Khôn nhíu mày nói, sao nào, Giang Tuyết Nhi và Liên Minh Cửu Môn có quan hệ với nhau hả? Tô Thương đáp lại nói, lần trước con chưa nói cho mọi người biết, kỳ thực Giang Tuyết Nhi vốn dĩ được gọi là Thiên Sơn Tuyết, là thiên kim của Liên Minh Cửu Môn, bây giờ là minh chủ của Cửu Môn rồi. Minh chủ. Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh cùng quay lại nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ đến Giang Tuyết Nhi lại có một bối cảnh thâm sâu như vậy. Khựng lại một lúc thì Tô Thần Binh khó hiểu nói, Tô Thương, con đang đùa sao, nếu như Giang Tuyết Nhi thật sự như con nói, bối cảnh nó thâm hậu như vậy, vậy thì tại sao lại đến Giang Bắc, rồi lại phát sinh quan hệ với con, còn vì con mà hạ sinh Long Phượng Thai? Con nói thật đó, Tô Thương lắc đầu nói, về phần nguyên nhân, thì con cũng không rõ. Được rồi. Tô Kiền Khôn dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau liền nói, Tô Thương, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Du Du và Tinh Hà đều là con của cháu, chuyện này không hề sai được. Tô Kiền Khôn thoải mái cười nói, còn về nguyên nhân, ha ha, lo nghĩ nhiều vậy làm gì chứ, dù sao cũng là nhà họ Tô chúng ta được hời mà. Cha nói chí phải. Tô Thần Binh mỉm cười, sau đó hỏi, Tô Thương, Giang Tuyết Nhi, không đúng, nên là Thiên Sơn Tuyết, sao nó lại để Tinh Hà ở lại bên cạnh con? Tô Thương khẽ cười nói, tên oắt con đó không phải là Tuyết Nhi đưa tới mà nó tự bỏ nhà tới Giang Bắc. Ha ha ha, một thằng bé con 4 tuổi mà lại dám bỏ nhà đi, không hổ là cháu trai của ông, có cá tính nha. Tô Thần Binh khựng người lại rồi bật cười lớn. Được rồi, cha. Tô Thương nhìn Tô Thần Binh, nghi hoặc nói, lúc nãy cha muốn nói là chuyện gì? Tô Thần Binh ngừng cười, sau đó nghiêm túc nói, Tô Thương, cha đã thương lượng với ông nội con rồi, định để con đi theo Triệu Thiên Sách, đến biên giới phía nam một chuyến, tối nay sẽ xuất phát. Đi biên giới phía nam. Đúng. Tô Thần Binh nói tiếp, lúc trước Triệu Thiên Sách từng nói với cha, biên giới phía nam đang gặp nạn, đại quân của nước D đã đến dưới cổng thành. Anh ta phải đến đó trấn thủ biên giới phía nam. Cha cảm thấy lần này là cơ hội rèn luyện không tệ, con đi qua đó rèn luyện một chút đi. Tô Thần Binh nghiêm túc nói, chỉ có trải nghiệm tắm máu tươi trên chiến trường mới có thể trở thành một người đàn ông chân chính được. Tô Thương, lần này, cha không yêu cầu con ở biên giới phía nam lập công to hiển hách gì, con chỉ cần theo sát bên cạnh Triệu Thiên Sách, giết chết mấy tên binh lính nước D là được rồi. Tô Thần Binh khích lệ nói, lần đầu giết người, có thể con chưa quen, có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng đây là trải nghiệm bắt buộc con phải trải qua, Tô Thương, con nhất định phải khắc phục được, cha tin tưởng con. Tắm máu tươi. Lần đầu tiên giết người. Tô Thương nghe thấy những lời này, trong lòng không khỏi cười thầm. Đùa cái gì vậy chứ? Cha à! Người bị con giết so với người mà cha nhìn thấy còn nhiều hơn nữa kìa, được chưa? Tô Thương đang chuẩn bị từ chối, nhưng bỗng nhiên anh nhớ tới 49 thành viên huyết đồ, nên anh lập tức thay đổi chủ ý. 49 thành viên huyết đồ, tu luyện thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật. Quá trình tu luyện của thanh minh luyện thể thuật là từng bước rèn luyện cho cơ thể trở nên cứng cáp, đao xuyên không thủng, lửa thiêu không cháy. Cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Người luyện thành chân chính thì thân thể bất tử, vạn pháp bất diệt. Mà muốn luyện thành cơ thể cứng cáp như vậy thì chủ yếu có hai cách. Một, là siêu tầm các loại dược liệu để cường hóa cơ thể. Còn về phương pháp thứ hai chính là tắm mình trong máu tươi. Thanh minh luyện thể thuật, vừa chính vừa tà, tựa như ma mà không phải là ma, lúc vận chuyển thì ở bên ngoài cơ thể không ngừng hấp thụ huyết dịch.
Nếu như huyết dịch mà đủ thì nó giống như một chiếc điện thoại di động vừa sạc pin vừa dùng vậy, vĩnh viễn cũng không dùng hết pin được. Nói một cách khác, một thành viên huyết đồ tu luyện thanh minh luyện thể thuật rồi, nếu như đến chiến trường, đối mặt với mấy binh lính thông thường của nước D, thì sẽ biến thành một cỗ máy giết chóc, vừa tiêu hao năng lượng, vừa dùng máu của kẻ địch để bổ sung sức mạnh, vĩnh viễn không bao giờ cạn, có thể chiến đấu không biết mệt mỏi, thậm chí sau cùng giết chết đến tên kẻ địch cuối cùng. Mà đến sau cùng, cơ thể thành viên huyết đồ này cũng sẽ được rèn luyện. Còn nữa, 49 thành viên huyết đồ, mặc dù tu luyện phục long hợp kích thuật nhưng chưa hề thực chiến bao giờ. Tô Thương đang giàu dĩ không biết làm sao để nâng cao thực lực của huyết đồ, thì đây đúng là một cơ hội không tồi nha. Tô Thương, ý cháu thế nào, đi hay không đi? Lúc này, Tô Kiền Khôn nhìn Tô Thương, nói, nếu như cháu không muốn đi, thì chúng ta cũng không ép cháu. Đi. Tô Thương khẽ cười nói, ông nội, cháu cảm thấy đây thật sự là cơ hội tốt, cháu chắc chắn sẽ không bỏ đâu. Chỉ là, cháu đem theo mấy tên vệ sĩ nhà chúng ta theo nhé, như vậy cháu cũng có thêm sự bảo vệ. Tên nhóc con, vẫn sợ chết mà, muốn bọn họ bảo vệ cháu đúng không? Tô Kiền Khôn gật gật đầu, nói, được, dù sao trong đám vệ sĩ, cũng có hơn nửa là lính xuất ngũ, cứ để Tiêu Đình dẫn đội, các cháu đi chung với nhau đi. Dạ, cảm ơn ông nội. Tô Thương khẽ cười nói, trang viên nhà họ Tô thì mọi người đừng lo, thần y Trương Trọng Ngu của Dược Vương Điện sẽ ở lại đây trấn thủ. Vậy các cháu đi đi, chiến sự cấp bách, đừng để chiến thần Thiên Sách đợi lâu. Tô Kiền Khôn nói. Được. Tô Thương gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi mật thất. Đợi đã, Tô Thần Binh vội vàng hỏi, con đi rồi thì cháu trai lớn của cha phải làm sao, ai chăm sóc cho nó? Tô Tinh Hà sao? Cha à, cha yên tâm đi, con sẽ nhờ Lý Nguyệt chăm sóc tốt cho nó, dẫn nó đi tham quan, chơi đùa ở Giang Bắc. Tô Thương mỉm cười đáp lại, nhưng mà trong lòng anh lại không hề nghĩ như vậy. Anh đã quyết định rồi, lần này đi đến biên giới phía Nam phải đem con trai theo, tránh để thằng oát con này ở lại Giang Bắc làm sằng làm bậy. Cái thằng oát Tô Tinh Hà này là một thằng giặc không biết an phận. Nếu như để nó ở lại Giang Bắc thì có trời mới biết nó sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Nó còn muốn trở thành đại ca xã hội đen nữa mà. Nếu không nghiêm khắc dạy dỗ nó, mặc cho nó ở lại Giang Bắc cướp bóc, làm sằng làm bậy, thì chẳng biết sẽ còn đi đến đâu nữa. Nhưng mà, đem con trai đi đến biên giới phía Nam chắc chắn không thể để cho cha và ông nội mình biết được. Trong lòng hai người bọn họ, Tô Tinh Hà chỉ là đứa bé 4 tuổi ngoan ngoãn thật thà mà thôi. Đi đến nơi có cảnh tàn sát khốc liệt, nơi chiến trường núi thây biển máu sao? Đùa cái trò gì vậy chứ? Hạ xong quyết tâm, Tô Thương liền tạm biệt cha và ông nội, sau đó bước nhanh ra khỏi mật thất. Cha! Sau khi Tô Thương rời đi, trong ánh mắt của Tô Thần Binh tràn đầy lo lắng, cha nói xem Tô Thương đi chuyến này có gặp nguy hiểm không? Sẽ không đâu, con đừng lo lắng cho nó. Tô Kiền Khôn trong lòng đã có dự tính nói. Sao cha lại chắc chắn như vậy? Tô Thần Binh nghi hoặc nói, cục diện nơi chiến trường biến hóa khôn lường, Thiên Sách mặc dù là chiến thần của nước Hoa, nhưng anh ta phải chăm sóc cho tất cả mọi người, không thể chỉ chăm lo cho một mình Tô Thương được. Còn nữa, Thiên Sách đã ở cảnh giới địa tông rồi, căn cứ vào ước định quốc tế giữa các nước thì cảnh giới địa tông không thể tham chiến được, anh ta chỉ có thể ngồi ở doanh trại chỉ huy thôi. Tô Thần Binh lo lắng không thôi, nói, nếu như Tô Thương ra trận giết địch thì anh ta không có cách gì ra tay bảo vệ Tô Thương được. Nước D lần này đã có âm mưu từ lâu, cho nên chắc chắn sẽ phái đến rất nhiều cao thủ tông sư, lỡ như Tô Thương. Ha ha! Tô Kiền Khôn ngược lại cười nói, con quên rồi sao, bây giờ em trai của cha đã là điện chủ Dược Vương Điện rồi. Cha đã nghĩ kỹ rồi, đợi lát nữa gặp thần y Trương Trọng Ngu, cha sẽ nhờ ông ấy báo cho em trai cha biết, nhờ em trai cha sai người đi bảo vệ Tô Thương. Tô Kiền Khôn nói tiếp, con nghĩ cha đơn giản chỉ là muốn Tô Thương đi rèn luyện thôi sao. Ặc! Tô Thần Binh sững người lại, sau đó dường như nghĩ đến cái gì. Bừng tỉnh đại ngộ nói cha,
lẽ nào cha chỉ mượn Tô Thương như là một cái cớ để có thể thỉnh cầu Dược Vương Điện? Không sai. Tô Kiền Khôn nghiêm mặt nói, từ xưa đến nay, thực lực cổ võ của nước Hoa đều không hề tham gia chiến tranh của đất nước. Bất kể là nước Hoa rơi vào thế cục như thế nào, cuộc sống của bách tính thể thảm ra sao, chỉ cần không đến cấp độ diệt quốc thì thế lực cổ võ đều sẽ không nhúng tay cuộc chiến tranh của đất nước, tình trạng này đã kéo dài mấy trăm năm rồi. Khoảng trăm năm trước, Đoan Mộc Lưu cao thủ chí cường của nước D, kêu gọi tất cả các nước cùng nhau ký một hiệp định cấm các cao thủ địa tông tham gia cuộc chiến của đất nước, các nước đều thống nhất bỏ phiếu thông qua. Từ đó về sau, thế lực cổ võ càng thờ ơ đối với các cuộc chiến của đất nước, trước kia các tông phái cổ võ còn thỉnh thoảng đưa người của mình tham gia bộ máy chính quyền của nhà nước, nhưng sau khi có hiệp định cấm địa tông thì các tông phái cổ võ liền dứt khoát không đưa người của mình vào nữa. Biểu cảm của Tô Kiền Khôn có chút khó coi nói, vốn dĩ nước Hoa chúng ta là một cường quốc, đã xây dựng được căn cơ của một nước lớn, tất cả các nước khác đều không dám chọc vào. Nhưng dần dần, các nước xung quanh bắt đầu khiêu khích nước Hoa, các nước đó sau khi phát hiện ra nước Hoa không có một võ tướng mạnh nào, liền càng không thèm kiêng dè gì nữa. Tô Kiền Khôn nghiến răng nói, mặc dù cha đã cởi áo giáp về quê dưỡng lão, ẩn cư nơi Giang Bắc nhưng dù sao cha cũng đã từng là một tướng sĩ của nước Hoa, bên trong cơ thể còn chảy dòng máu của nước Hoa, cha không thể trơ mắt nhìn nước Hoa bị ức hiếp được. Vì vậy, hơn 20 năm trước, cha mới đề nghị đưa con đi nhập ngũ, một mặt có thể tìm được cơ hội hồi phục thực lực, mặt khác có thể bảo vệ quốc gia. Nói đến đây, Tô Kiền Khôn nở một nụ cười hài lòng, kết quả là con không hề làm cha thất vọng, mặc dù thực lực bị thụt lùi, nhưng cũng đã tạo nên uy danh đại tướng Tô, làm kinh sợ đến 19 nước và 5 quận. Nhưng, mấy năm gần đây, cha chú ý đến thế cục ở biên giới, liền phát hiện các nước thù địch ngày càng ngông cuồng, chỉ vì võ tướng của nước ta ít ỏi, trong quân đội cao thủ tông sư ngày càng ít. Tô Kiền Khôn nói tiếp, lần này biên giới phía Nam có biến, nước đề vậy mà dám gây chiến, đương nhiên là họ đã chuẩn bị kỹ càng, chắc hẳn sẽ xuất động toàn bộ cao thủ tông sư của cả nước ra chiến trường. Cường giả của nước Hoa chúng ta nhiều như rừng, nhưng đều ở trong tông phái cổ võ, cao thủ của tông phái không chịu ra tay, chỉ dựa vào tán tu ở trong thành phố cũng như các cao thủ tông sư của nhà nước thì khó mà chống đỡ lại cuộc tấn công lần này của nước D. Cho nên, hôm nay cha nghe đến chiến sự ở biên giới phía Nam, liền nghĩ tới sẽ để Tô Thương đi đến đó một chuyến. Tô Kiền Khôn nhếch miệng lên nói, sức ảnh hưởng của Dược Vương Điện vô cùng lớn, có thể điều động được nhiều vô số kể các cao thủ tông sư. Mà điện chủ của Dược Vương Điện lại là em trai Tô Huyền Thiên, chúng ta mượn Tô Thương làm cớ, thỉnh cầu cậu ấy phái cao thủ tông sư đến biên giới phía Nam, thì cha tin em trai cha sẽ không từ chối. Nếu được như vậy thì khả năng chiến thắng của nước Hoa chúng ta ở biên giới phía Nam lần này lại càng cao hơn rồi. Tô Kiền Khôn cười nói. Cha, ý của cha, con đã hiểu rõ rồi. Tô Thần Binh lo lắng nói, nhưng như vậy có thể không tốt lắm. Lỡ như chú Huyền Thiên cảm thấy chúng ta đang lợi dụng chú ấy thì sao? Ai ya, chỉ cần có thể bảo vệ biên giới phía Nam thì bị hiểu lầm cũng đành chịu vậy. Tô Kiền Khôn lại thở dài rồi nói, nhưng mà cha lại cảm thấy, cậu ấy sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận đâu. Còn về Tô Thương thì chuyến đi đến biên giới phía Nam lần này là một trải nghiệm tắm máu, chắc cũng sẽ có chút thu hoạch. Dạ, cha nói phải ạ. Tô Thần Binh gật gật đầu, sau đó lại nhớ đến một chuyện bèn tò mò hỏi, cha, Giang Tuyết Nhi kia vậy mà lại có lai lịch lớn như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng của người khác mà, còn đến bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao nó lại che giấu thân phận đến Giang Bắc, rồi lại để bị thất thân với Tô Thương chứ? Ha ha! Tô Kiền Khôn ý tứ sâu xa cười nói, trên thế giới này không có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả. Lão minh chủ của liên minh cửu môn kia, bằng tuổi với cha, khi cha mười mấy tuổi thì lúc đó ông nội Tô Vô Kỵ của con đã ở đỉnh phong rồi, cha có gặp ông ta mấy lần, xem như cũng có chút quen biết, cho nên cũng hiểu ông ta một chút. Tô Kiền Khôn khẽ cười nói, cái lão già đó, tuyệt đối là một người vô cùng tinh tường, từ trước đến nay tinh thông tính toán. Ông ta sai đời sau của mình chủ động tiếp cận Tô Thương. Át hẳn là biết nhà họ Tô ở Giang Bắc chính là nhà họ Tô ở Côn Luân. Tô Thần Binh càng thêm hoang mang,
nhà họ Tô chúng ta bây giờ cũng đã sa sút như vậy rồi, các tông phái lớn trong giới luyện võ đều muốn tìm nhà chúng ta để tiêu diệt, lão minh chủ của Liên minh Cửu môn đã biết rõ lai lịch của chúng ta, tại sao lại không gây rắc rối, mà còn bày ra mưu kế này, để đời sau kết hợp với Tô Thương chứ? Cái lão già kia, đã từng là một thiên phú bẩm sinh, là nhân vật đứng đầu các thiên tài ở thời đại đó, cũng đã từng đè bẹp các thiên tài trong đại hội võ thuật, cho nên đã từng được gặp mặt ông nội Tô Vô Kỵ của con. Tô Kiền Khôn nói tiếp, đêm đó, ông nội con đã nói gì, làm gì với ông ta, không một ai biết được. Nhưng từ sau đêm đó, thực lực của lão già kia lại tăng nhanh như gió, rất nhanh đã có thể sánh ngang với các cao thủ đời trước rồi. Cho nên, nhà họ Tô đối với ông ta là có ơn nghĩa, có lẽ ông ta không muốn làm một người vong ân bội nghĩa. Tô Kiền Khôn nói tiếp, mà ông ta và lão môn chủ Thiên Cơ môn rất thân thiết với nhau, ắt hẳn đã biết được nhà họ Tô chúng ta sẽ có một ngày từ đống hoang tàn mà quật khởi trở lại, cho nên mới dùng trăm phương ngàn kế để đời sau tiếp cận Tô Thương, muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Tô chúng ta. Đây! Tô Thần Minh cười khổ nói. Vậy thì trái tim ông ta cũng thực sự đủ lớn rồi, nhà họ Tô chúng ta đã trải qua nhiều nguy cơ như vậy, rất nhiều lần đều suýt chút nữa diệt vong, mấy ngày trước nếu không phải nhờ may mắn thì đã bị hủy diệt rồi. Còn ông ta, ngay từ 5 năm trước, đã trả giá bằng sự trong sạch của đời sau, cưỡng ép ràng buộc với nhà họ Tô, ông ta không sợ sẽ thất bại trong gang tấc sao. Ha ha! Tô Kiền Khôn khẽ cười, cái thứ như may mắn này. Sâu xa lại khó hiểu, nếu lão môn chủ của Thiên Cơ môn để lại lời tiên tri, thì có khả năng thực hiện được. Nếu Liên minh Cửu môn đã gặp phải rắc rối nào đó, thì ông ta đã muốn đặt tất cả vào cuộc chiến, đó không phải là điều chúng ta phải lo lắng. Dù sao thì Thiên Sơn Tuyết đã có công với nhà họ Tô chúng ta, sinh cho nhà họ Tô chúng ta hai đứa cháu, ha ha, Du Du và Tinh Hà, thực sự rất tốt. Tô Kiền Khôn cười đắc ý. Quả thực như vậy, đặc biệt là đứa trẻ Tinh Hà kia, ngoan ngoãn trung thực, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ thật thà. Tô Thần Binh cũng vui vẻ cười, nói đánh giá của mình về Tô Tinh Hà. Ngay lúc này, Tô Thương mang theo Tô Tinh Hà tìm thấy Tiêu Đình. Lúc này, Tiêu Đình đã đi triệu tập 49 thành viên huyết đồ. Còn Tô Thương và con trai đang đợi ở sân trong. Cha, tình hình thế nào, chúng ta phải đi đâu vậy? Tô Tinh Hà mở to hai mắt, tò mò hỏi. Tô Thương nhìn Tô Tinh Hà cười nhẹ, đi biên giới phía nam, cha mang con đi chinh chiến xa trường. Vãi! Khi Tô Tinh Hà nghe thấy điều này, nhấc chân định bỏ chạy không do dự chút nào. Tô Thương ánh mắt rất nhanh, trực tiếp túm lấy quần áo Tô Tinh Hà, xách cậu bé lên, nghiền ngẫm cười nói, con đi đâu? Cha, cha thật là thú vị, con vẫn còn là một đứa trẻ. Đáng yêu hồng hào. Cha đưa con ra chiến trường làm gì? Tô Tinh Hà không ngừng đá chân, nhưng chỉ có thể đạp lên không khí, cắn răng nói, mau thả con xuống. Cha, loại việc như đánh đánh giết giết này không thích hợp với con nhỏ xíu như thế này, còn không to bằng một con kiến, nhìn thấy bọn họ đánh nhau con sẽ sợ hãi. Câm miệng. Tô Thương ngắt lời nói, con giả vờ cái gì, dưới bầu trời này còn có chuyện làm con sợ hãi sao? Lúc làm kẻ cướp bóc chủ sạp chợ đen Cửu môn, cha không thấy con sợ hãi chút nào. Cha nghe bảo vệ của chợ đen Cửu môn nói, con ra tay rất tàn nhẫn. Một gậy đánh xuống, cao thủ tông sư cũng choáng váng. Cái đó, con, Tô Tinh Hà cười khổ, sau đó đổi lời, được rồi, con không sợ, nhưng cha à, con không muốn ra chiến trường, thật nhàm chán. Nếu không cha đi một mình đi. Còn ở lại Giang Bắc để phòng lỡ như. Tô Tinh Hà đề nghị nói. Tô Thương cười nói, để phòng lỡ như cái gì? Cha thử nghĩ xem, chiến trường nguy hiểm đến mức nào. Người ta nói tướng quân trăm trận thì chết, một tướng nên công chết vạn người. Tô Tinh Hà nghiêm trang nói, cha, nhà họ Tô chúng ta đến thế hệ của con là con trai duy nhất. Nếu chúng ta đều ra chiến trường mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai sẽ nối dõi tông đường cho nhà họ Tô? Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, cha đi một mình, nếu như cha chết, con còn có thể nhặt xác cho cha. Cha nghĩ xem, cha nghĩ cẩn thận xem, có phải là như vậy không? Nghĩ cái đầu con.
Tô Thương dùng một tay xách Tô Tinh Hà, một tay khác nâng lên dứt khoát gõ vào đầu cậu bé một cái, sắc mặt tối sầm nói, tổng kết lại, trong lòng con đang nghĩ đến nhặt xác cho cha. Ai u? Tô Tinh Hà ôm đầu, đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn cắn răng nói, bằng không thì sao? Con là con của cha, con không nhặt xác cho cha chẳng lẽ còn sự lựa chọn nào khác sao? Tô Thương trừng mắt nhìn Tô Tinh Hà, sau đó nói, cha đã đồng ý với cha và ông nội là tối nay sẽ lên đường đến biên giới phía Nam, hơn nữa cha không yên tâm để con một mình ở lại Giang Bắc, cho nên con nhất định phải đi cùng cha. Cha quan tâm đến con có thể hiểu điều đó, con rất cảm động, con không ngờ cha sắp chết đến nơi, phi, không ngờ cha sắp xuất chinh mà vẫn nhớ đến con. Tô Tinh Hà cảm động đến phát khóc, nói tiếp, nhưng cha yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân, không để ai làm tổn thương con. Tô Thương nghe vậy, lại nghiêm túc nói, cha là sợ con sẽ thương tổn người khác. Con, Tô Tinh Hà lập tức sững sờ, đôi mắt nhỏ nhỏ hiện lên nghi hoặc to lớn, sau đó từ trong tâm hồn hỏi, cha, con là con ruột của cha sao? Bớt nói nhảm đi, đừng giãy giụa nữa, cha bắt được con rồi, lát nữa nhìn thấy cái gì cũng đừng kinh ngạc đấy. Đầu tiên Tô Thương nhắc nhở Tô Tinh Hà, sau đó ném Tô Tinh Hà lên không trung. Sau đó, với một suy nghĩ trong đầu, Tô Tinh Hà đang rơi từ trên không trung xuống đột nhiên biến mất. Biến mất trong không khí, không có một chút dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Đồng thời, trong vòng lưu trữ của Tô Thương. Chết tiệt, Tô Tinh Hà nhìn không gian chung quanh, cả người đều ngây dại, vội vàng hỏi, cha, đây là chỗ nào? Cha đừng làm con sợ mà. Trang viên nhà họ Tô, ở sân trong. Khi Tô Thương nghe thấy giọng nói của con trai mình, liền tách ra một luồng ý thức và tiến vào trong vòng lưu trữ. Chỗ này là vòng lưu trữ của cha, thời gian còn lại, con cứ thành thật ở đây đi. Tô Thương không có xuất hiện, giọng nói của anh truyền vào tai Tô Tinh Hà, khi nào trở về Giang Bắc, cha sẽ thả con ra. Vòng lưu trữ. Tô Tinh Hà dừng một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm, đây không phải là tu di nạp giới sao? Ông cố của mình có một chiếc, mình còn từng chơi nó. Nhưng mình chưa bao giờ thấy tu di nạp giới có thể tự hình thành không gian riêng. Mình chỉ biết về nó từ những cuốn sách cổ. Tô Tinh Hà không thể tưởng tượng nói, không ngờ cha lại có một bảo bối như vậy. Tô Thương vẫn đứng ở trong sân, không có lên tiếng. Chỉ là dùng linh hồn giao tiếp với con trai. Ồ, không ngờ con còn từng nghe nói về tu di nạp giới. Đương nhiên rồi, con có thiên phú dị bẩm, năm 3 tuổi đã đọc rất nhiều sách. Trung Hoa thăng trầm 5.000 năm, không gì không biết, không có chỗ nào không hiểu, được mọi người gọi là cổ võ bách hiểu sinh. Tô Tinh Hà nói một cách tự hào. Con thôi đi, nói con nhiều con còn thở hổn hển. Tô Thương vẫn có phần hài lòng. Dù sao con trai của mình thật sự rất thông minh, sau đó nói thêm, nếu con biết về tu di nạp giới thì cũng đừng có lộn xộn, nếu không có sự cho phép của cha, con đừng mơ tưởng rời khỏi đây, trừ khi thực lực của con mạnh đến mức vượt qua cha, mới có thể phá vỡ vòng lưu trữ, nhưng con nên bỏ suy nghĩ đó đi thì hơn. Cha, Tô Tinh Hà tự nhiên không nói lời nói dí dỏm, mà là nghiêm túc dò hỏi, cha lấy loại vòng lưu trữ tự hình thành không gian riêng này ở đâu? Theo con biết, từ sau khi thượng cổ luyện khí sĩ đều biến mất, trên đời chỉ có một số tu di nạp giới bình thường còn sót lại, phần lớn tu di nạp giới đều hóa thành cho bụi theo thời gian trôi đi. Về phần tu di nạp giới tự hình thành không gian riêng, tất cả đều bị phá hủy vì một quy luật nào đó. Hơn 2.000 năm nay, trong giới luyện võ đều không có tin tức gì về tu di nạp giới loại này. Không đúng, Tô Tinh Hà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lẩm bẩm, nó chỉ xuất hiện cách đây hơn 100 năm trước. Nghe nói, cường giả bất khả chiến bại Tô Vô Kỵ người đã thống nhất giới luyện võ, có một chiếc nhẫn có thể chứa vật còn sống. Nhưng đây là chuyện rất lâu rồi, cha, chẳng lẽ cha có quan hệ gì với Tô Vô Kỵ? Tô Tinh Hà tò mò hỏi. Con trai, Tô Thương nở nụ cười hỏi, chẳng lẽ con không biết lai lịch của nhà họ Tô chúng ta sao? Biết chứ, mẹ đã từng nói rồi. Nhà họ Tô chỉ là một gia tộc nhỏ ở Giang Bắc, không có lai lịch gì cả. Chỉ là hai đời có chút công lao. Trong giới luyện võ cũng không được tính là gì. Tô Tinh Hà đúng sự thật nói. Sai,
Tô Thương nghiêm nghị nói, Tô Vô Kỵ, cường giả bất khả chiến bại trong miệng con, chính là tổ tiên của con, nhà họ Tô của chúng ta chính là nhà họ Tô ở Côn Luân, từng vô địch thiên hạ. Côn, nhà họ Tô ở Côn Luân. Tô Tinh Hà nghe vậy thì lập tức sợ đến ngây người, há to miệng, thật lâu sau cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng từ vẻ mặt của cậu bé có thể thấy cậu bé rất hưng phấn, tự hào, kích động. Được rồi, con cứ thành thật ở lại đây đi. Tô Thương nở nụ cười, sau đó thu hồi thần trí. Chiếc vòng lưu trữ này của anh ấy được làm từ phệ huyết châu mà anh ấy đã đoạt được từ trong tay quân sư của nước D khi cứu chị gái năm xưa. Vật chất của phệ huyết châu ẩn chứa sức mạnh không gian. Do đó, chiếc vòng lưu trữ này không khác gì ngoài đời thực, vừa có thể đựng được vật sống. Đồng thời, ở không gian bên trong vòng lưu trữ, Tô Thương có năng lực chủ đạo tuyệt đối. Anh dễ dàng chia không gian thành hai phần, để lại một nửa cho Thục Phân và phần còn lại cho Tô Tinh Hà. Dù sao Thục Phân đang ở thời điểm thăng cấp mấu chốt, kẻo Tô Tinh Hà lại làm phiền Thục Phân. Vì thế, mặc dù đều ở trong vòng lưu trữ, nhưng Thục Phân không biết sự tồn tại của Tô Tinh Hà, Tô Tinh Hà cũng không thể cảm nhận được Thục Phân. Sau khi sắp xếp xong cho Tô Tinh Hà, Tiêu Đình vừa lúc dẫn 49 thành viên huyết đồ xuất hiện trước mặt Tô Thương. Chào chủ nhân! Chào chủ nhân! Tiêu Đình đầu tiên quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền. Ngay sau đó, 49 thành viên huyết đồ đồng loạt hét lên, uy lực kinh người. Tô Thương nhìn xung quanh, nghiêm nghị nói, gọi mọi người tới đây là vì chuyện gì, Tiêu Đình đã nói cho mọi người biết rồi. Tôi sẽ không nói gì thêm, khi đến biên giới phía nam, nếu gặp phải kẻ thù, cứ giết cho tôi là được. Càng giết nhiều người, cơ thể càng hấp thu nhiều máu, đồng thời sức mạnh cũng tăng lên càng cao. Tô Thương nói thêm, mặc dù mọi người sẽ có sức mạnh vô tận, nhưng mọi người vẫn sẽ cảm thấy đau đớn khi kiếm của kẻ thù đâm vào người. Điều duy nhất mọi người phải khắc phục chính là nghiến răng và kiềm chế cơn đau. Kiên cường nghị lực là mấu chốt để tu luyện thanh minh luyện thể thuật, mọi người có thể làm được không? Tô Thương hỏi. Có thể. Có thể. Có thể. 49 thành viên huyết đồ và Tiêu Đình đồng thanh nói, ánh mắt kiên quyết. Được, Tô Thương nhẹ giọng nói, xuất phát cùng tôi. Vừa dứt lời, Tô Thương dẫn Tiêu Đình và các thành viên huyết đồ ra khỏi trang viên nhà họ Tô đi gặp Triệu Thiên Sách. Tô Thương không thu 50 người này vào trong vòng lưu trữ. Bởi vì không cần thiết, dù sao bọn họ cũng phải xuất hiện trên chiến trường, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt với Triệu Thiên Sách. Ngay lúc này, bên ngoài trang viên nhà họ Tô, Triệu Thiên Sách nhận được một cuộc gọi khác. Anh ta đã bố trí 5 tuyến phòng thủ bên ngoài thành biên giới phía nam. Cuộc điện thoại vừa rồi là cấp dưới báo cáo rằng tuyến phòng thủ đầu tiên đã thất thủ. Triệu Thiên Sách đang vô cùng nôn nóng thì nhìn thấy Tô Thương dẫn đầu một đám người, chỉnh tề bước ra ngoài. Tô Đại Thiếu, những người này là... Triệu Thiên Sách nhíu mày nói. Bọn họ là thuộc hạ của tôi sẽ mang họ theo khi đến biên giới phía nam lần này. Tô Thương cười nhẹ, cha và ông nội đã đồng ý. Bọn họ là muốn bảo vệ tôi. Thuộc hạ, Triệu Thiên Sách nghe vậy, anh ta lập tức lộ ra một nụ cười lạnh. Quả nhiên là siêu cấp ăn chơi trác táng, trước khi đi chiến trường còn mang theo nhiều vệ sĩ như vậy, đến tột cùng là sợ chết đến mức nào. Triệu Thiên Sách liếc mắt đánh giá thành viên huyết đồ, trong lòng càng xem thường Tô Thương. Trên người những người này không có một chút chân khí dao động, hiển nhiên là người thường. Đến chiến trường thì có lợi ích gì? Tô Đại Thiếu gia, mặc dù trong lòng không vui, nhưng dù sao Tô Thương cũng là con trai của Tô Soái. Anh ta đã đồng ý với Tô Soái rồi, vẫn phải có thái độ nên có, vì vậy nói, tôi cũng muốn bọn họ đi theo để bảo vệ anh, nhưng lần này chỉ điều tới một chiến cơ kiểu mới, chỉ có thể đưa mình anh đến biên giới phía nam, còn bọn họ. Nghe vậy, Tô Thương cười nhẹ, chiến thần Thiên Sách, tôi nghĩ như này, anh đi đến chiến trường biên giới phía nam trước, tôi có cách dẫn bọn họ đi theo. Anh có cách, Triệu Thiên Sách liếc nhìn Tô Thương, cho rằng Tô Thương muốn rút lui. Cho nên lừa mình muốn mình rời đi trước, sau đó tùy tiện tìm cái lấy cớ, qua loa lấy lệ một chút, như vậy thì không cần phải đi đến chiến trường biên giới phía nam. Bỏ đi, hổ phụ sinh hổ tử, Tô Đại Thiếu đã quen chơi bời lêu lổng, ham hưởng lạc, cũng thực sự không trọng dụng được.
anh không đi theo ra chiến trường cũng là một chuyện tốt, ít nhất cũng không cần phải phân tâm chăm sóc anh. Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Sách nói, vậy được rồi, Tô Đại Thiếu, tôi đi trước một bước, chúng ta sẽ gặp lại trên chiến trường biên giới phía Nam. Đương nhiên anh ta chỉ nói khách sáo một câu, kết luận Tô Thương là một người đào ngũ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên chiến trường biên giới phía Nam. Được, chiến thần Thiên Sách, tạm biệt. Tô Thương cười nhẹ. Tạm biệt, Triệu Thiên Sách ôm quyền chia tay, trong lòng cảm thán con trai Tô Soái không xứng với thân phận con cháu nhà tướng, sau đó biến mất trong màn đêm. Chiến thần Thiên Sách, tôi biết anh đang nghĩ gì, ha ha, chúng ta hãy chờ xem. Nhìn Triệu Thiên Sách đi xa, Tô Thương nở nụ cười, sau đó gọi điện thoại cho Lưu Huy, dặn dò, Lưu Huy, anh có thể điều một chiếc máy bay lớn có sức chứa hơn 50 người đến không? Chợ đen Cửu Môn có nhiều tài nguyên, máy bay đương nhiên có thể được xử lý. Tuy nhiên, đối với khoa học kỹ thuật hiện tại, máy bay trực thăng cỡ lớn cũng chỉ có thể chở hơn 30 người. Vì thế, nửa giờ sau, Lưu Huy và Vương Trại lần lượt điều khiển một chiếc trực thăng xuất hiện trên trang viên nhà họ Tô. Chiến trường biên giới phía Nam, tôi tới đây. Nước D, lúc trước các người làm chị gái tôi bị trọng thương, nhiều lần phái người tới giết tôi. Nên làm một trận kết thúc rồi. Tô Thương cười lạnh, sau đó dẫn theo các thành viên huyết đồ bắt đầu cuộc hành trình đến biên giới phía Nam. Hai chiếc trực thăng bay lên bầu trời, cắt xuyên qua những đám mây, bay trên bầu trời đêm. Đêm nay đã định không yên bình. Bố cục của chiến trường biên giới phía Nam chắc chắn sẽ trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất do sự xuất hiện của Tô Thương. Triệu Thiên Sách đi trước. Tô Thương liền dẫn theo những thành viên huyết đồ theo sát phía sau. Trước khi đi, Tô Thương đã dặn dò Trương Trọng Ngu, để ông ấy cẩn thận đề phòng, nhất định phải bảo vệ tốt cha và ông nội. Không bao lâu sau, khi Tô Thương đi, tại trang viên nhà họ Tô. Bây giờ trang viên nhà họ Tô còn một số người làm, hoàn toàn có thể chăm sóc cho Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn những sinh hoạt, ăn uống hàng ngày. Lại có thêm trụ cột của Dược Vương Điện là Trương Trọng Ngu ở đây, trang viên nhà họ Tô có thể nói là không có chút sơ hở nào. Lúc này, mật thất dưới đất, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh nhìn thấy Trương Trọng Ngu, ba người vẫn đang nói chuyện. Trương Thần Y, tôi quên hỏi, em trai Tô Huyền Thiên của tôi lần trước ra tay hóa giải nguy cơ cho nhà họ Tô, xoa sổ hai người đoàn Tứ Hải, có bị thương không? Lúc này, Tô Kiền Khôn ân cần hỏi. Trương Trọng Ngu vuốt vuốt sợi râu, khẽ cười nói, ha ha, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, điện chủ đã khỏi hẳn rồi, anh Tô không cần lo lắng đâu. Vậy là tốt rồi. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi, đối với một tiếng, anh Tô, này, trong lòng lại có chút tự hào. Kinh đô thánh thủ Trương Trọng Ngu, tiếng tăm lừng lẫy, trong giới luyện võ có địa vị cực cao. Nhân vật như vậy, thế mà xưng anh gọi em với mình. Quá xem trọng mình rồi. Có điều. Trong lòng Tô Kiền Khôn biết rõ, tất cả điều này đều nhờ vào em kết nghĩa của mình, nếu như không phải do Tô Huyền Thiên thì Trương Trọng Ngu sẽ không đối xử với mình khách sáo như vậy. Anh Trương. Tô Kiền Khôn cũng thuận theo để sửa đổi lại xưng hô với Trương Trọng Ngu, thân thiện cười nói, em trai Tô Huyền Thiên của tôi, mấy ngày nay có bận rộn không? Điện chủ ngày bình thường không hỏi đến chuyện của Dược Vương Điện. Mọi chuyện đều là cấp dưới của tôi là Trương Khổ Mộc quản lý, vì thế cậu ấy cũng không quá bận rộn. Trương Trọng Ngu cười nói. Ha ha ha, em trai kết nghĩa của tôi tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực cao thâm như vậy, chắc chắn thời gian đều dùng để tu luyện rồi, không có thời gian rảnh để quản lý chuyện của Dược Vương Điện, chuyện này có thể thông cảm được. Sau một hồi nói chuyện sáo rỗng, Tô Kiền Khôn đi thẳng vào chủ đề chính nói, anh Trương, Tô Thương cháu của tôi. Đêm nay đi theo chiến thần Thiên Sách đến biên giới phía Nam, chuyện này ông biết không? Trương Trọng Ngu gật đầu nói, tất nhiên là biết rồi, tôi được mệnh lệnh của điện chủ, mấy hôm nay phải luôn ở trang viên, nên có tận mắt nhìn thấy Tô Thiếu gia rời khỏi nhà họ Tô mà. Tô Thiếu gia có đầy nhiệt huyết, tận trung báo quốc, thật sự là một thanh niên điển hình của nước Hoa, anh Tô, tôi cũng thấy kiêu ngạo vì anh đó. Trương Trọng Ngu thuận tiện nịnh nọt Tô Thương. Đâu có. Đâu có, nó chỉ là một người luyện võ cảnh giới hóa kình, chỉ là giả vờ đánh đấm cho có khí thế vậy thôi mà. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi,
sau đó nói ai ya, ông nói thằng nhóc này, bình thường không rời khỏi quán ba cao cấp, đêm đêm ngợp trong vàng son, không nghĩ đến chuyện lại có một tấm lòng yêu nước như vậy. Đêm nay sau khi biết được tình hình ở biên giới phía nam nguy hiểm như vậy, nó lại chủ động đi ra chiến trường, quả thực khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tô Kiền Khôn nói tiếp, nhưng tôi biết sức của nó có hạn, trong khi chiến trường nguy hiểm tứ phía, cũng tận tình khuyên bảo nó đừng đi. Nhưng nó lại nói, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm với sự tồn vong của đất nước, không đi không được. Tô Kiền Khôn giận dữ thêm lần nữa nói, không có cách nào khác, tôi chỉ có thể đồng ý, cũng không biết lần này đến biên giới, nó có còn sống trở về hay không, chuyện này khiến cho người ông như tôi đây, thật sự rất lo lắng. Nếu có mấy cao thủ cảnh giới tông sư bên cạnh bảo vệ nó thì tốt biết mấy. Nói đến đây, Tô Kiền Khôn lén lút liếc nhìn Trương Trọng Ngu một chút, tiếp tục nói, đáng tiếc, vệ sĩ nhà họ Tô cảnh giới thấp kém, không đáng được trọng dụng. Trương Trọng Ngu nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Ông ấy sống nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu được tâm tư của Tô Kiền Khôn chứ? Nhưng đây là một vấn đề rất lớn. Từ trước đến nay Dược Vương Điện không tham gia quốc chiến, nên không nói tiếp ngọn ngành. Anh Trương. Tô Kiền Khôn thấy Trương Trọng Ngu lảng tránh, nhưng vẫn không hề từ bỏ, vì chiến sự ở biên giới phía Nam, ông ấy mặt dày mày dạn chủ động nói ra, không biết ông có thể nói cho em trai của tôi biết, để phái một số cao thủ tông sư cảnh giới đỉnh phong đến bảo vệ Tô Thương hay không? Anh Tô, anh có chỗ không biết rồi, từ trước đến nay, người luyện võ không tham dự quốc chiến. Đây là quy định rồi. Trương Trọng Ngu sổ sở nói, huống hồ gì, người luyện võ trên tông sư, không được ra tay, vẻn vẹn mấy cao thủ tông sư đỉnh phong, ngay trước mặt biển người, cũng không có tác dụng gì lớn. Tôi hiểu rồi. Tô Kiền Khôn gật đầu nói, nhưng tôi chỉ có một đứa cháu trai này thôi, tôi không muốn nó có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Anh Trương, anh thấy thế này được không, anh phái cao thủ tông sư đi theo. Bảo vệ cho Tô Thương là được. Tô Kiền Khôn đề nghị, nếu như cục diện có chuyển biến xấu, thì để những cao thủ tông sư đó, hộ tống Tô Thương rút lui, ý của anh thế nào? Chuyện này. Trương Trọng Ngu cuối cùng đã nhìn ra, những lo lắng của Tô Kiền Khôn cho đứa cháu trai của mình. Nhưng mà, Tô Thương cũng là điện chủ mà, thực lực của điện chủ, có thể giết chết Thiên Tông hậu kỳ, mạnh mẽ phi thường. Chiến trường ở bên giới phía Nam, ai có thể làm cậu ấy bị thương được chứ? Chẳng qua những lời này lại không thể nói cho Tô Kiền Khôn biết, vì để trấn an ông ấy, Trương Trọng Ngu liền cười nói, anh Tô, anh đừng vội, để tôi hỏi ý của điện chủ đã, nếu điện chủ đồng ý thì tôi sẽ để Trương Khổ Mộc điều động mười mấy cao thủ tông sư, lập tức tiến về biên giới phía Nam. Được. Tô Kiền Khôn cực kỳ vui mừng, vội vàng thúc giục nói, vậy xin nhờ anh Trương rồi. Chuyện này không nên chậm trễ, phiền anh nhanh chóng liên lạc với em trai tôi. Mật thất dưới đất tín hiệu không tốt lắm, tôi ra ngoài gọi điện thoại cho điện chủ. Trương Trọng Ngu cười cười, sau đó đi ra khỏi mật thất, nói đơn giản cho Tô Thương biết tình hình. Ông nói cho ông nội tôi, cứ nói điện chủ đồng ý, phái 50 tông sư đỉnh phong, đi đến biên giới phía Nam, để ông ấy không phải lo lắng nữa. Sau đó. Trương Trọng Ngu trở về mật thất dưới đất, nói ý của Tô Thương cho cha con Tô Kiền Khôn nghe. Ha ha ha! Tô Thần Binh cực kỳ mừng rỡ, hưng phấn nói, 50 tông sư đỉnh phong, chú Huyền Thiên đúng thật là mạnh mà. Tô Kiền Khôn thoáng có chút áy náy, đồng thời lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Ổn rồi! 50 tông sư đỉnh phong, đi đến biên giới phía Nam, lần này cuộc chiến ở biên giới phía Nam, vững vàng rồi. Giờ phút này, núi Cửu Phong, phía nam tỉnh An Huy. Thiên Sơn Tuyết đã xử lý xong công việc của mình, liền về đến chỗ ở. Cô ấy biết những ngày gần đây, con gái tưởng nhớ đến cha, cảm xúc xa xút, nên muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái hơn. Nhưng ai biết, vừa về đến nhà, liền thấy con gái đang xem hoạt hình Peppa Pig, vừa nhìn vừa cười khanh khách. Hửm, không phải chứ. Từ sau khi Tô Thương chết, đã rất lâu rồi Du Du không có cười như thế này, cả ngày cứ buồn bã không vui, sao đột nhiên lại. Thiên Sơn Tuyết có một chút phỏng đoán, thầm nghĩ, không xong rồi,
có khi nào Du Du không phải vì buồn bã quá mức mà tinh thần xảy ra chuyện rồi phải không? Nghĩ đến đây, Thiên Sơn Tuyết từ từ đi đến chỗ Du Du, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười, thận trọng hỏi, Du Du, con. Con không sao chứ? Hi hi, mẹ, mẹ về rồi à? Tô Du Du vui vẻ cười nói, con có thể có chuyện gì được chứ, con rất ổn. Bất thường. Du Du quả bất thường rồi, lẽ nào thật sự? Thiên Sơn Tuyết nhất thời cực kỳ vội vàng, giọng nói nghẹn ngào, an ủi, Du Du, mẹ biết Tô Thương chết rồi con rất khó chịu, nhưng con đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, con muốn khóc thì cứ khóc đi, giải tỏa cảm xúc của con đi, đừng dọa mẹ mà. Ha ha! Ai ngờ Tô Du Du cười càng vui vẻ hơn, sau đó nói, mẹ sai rồi, thật ra cha chưa chết, cha đang sống tốt lắm, hôm nay con còn nói chuyện điện thoại với cha nữa mà. Phù phù! Nghe vậy, Thiên Sơn Tuyết nhất thời sững sờ, trong mắt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Tô Thương, chưa chết sao? Còn gọi điện thoại cho Du Du. Nhưng điều này là không thể, Tô Thương bị thương nặng như thế, chắc chắn là phải chết rồi. Du Du! Thiên Sơn Tuyết kịp phản ứng lại, chịu không được mà hỏi, thật hay giả vậy, con đã nói chuyện điện thoại với Tô Thương rồi sao? Dạ, dạ. Tô Du Du vừa cười vừa nói, con không nghe nhầm đâu, chính là giọng của cha đó, cha nói chờ giải quyết công việc xong xuôi, sẽ đến đón chúng ta đến Giang Bắc đó. Cha còn nói, đến lúc đó nhà chúng ta, vĩnh viễn sẽ không xa nhau nữa. Tô Du Du nói tiếp, đúng rồi, mẹ, bây giờ Tô Tinh Hà đang ở chỗ cha, còn nữa, cha nói mẹ gọi lại cho cha. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, cảm xúc cực kỳ kích động. Hơi thở cũng không vững vàng nữa rồi. Du Du nói có đầu có đuôi, hơn nữa còn nói đối phương nhắn mình gọi lại, chính là không sợ gặp mình rồi. Như thế xem ra, Tô Thương thật sự chưa chết. Giờ phút này, Thiên Sơn Tuyết vui đến phát khóc, khóe mắt hơi hơi ướt. Thật ra, tình cảm của cô ấy với Tô Thương, cực kỳ sâu nặng. Mặc dù lúc trước tiếp cận Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết là có mục đích. Nhưng mấy năm nay, cô ấy mới biết chính mình đã yêu Tô Thương. Sớm chiều bên nhau lâu như vậy, vị trí của Tô Thương ở trong lòng Thiên Sơn Tuyết, sớm đã không có người thay thế rồi. Sau khi Tô Thương chết, cô ấy đã rất nhiều lần khóc thút thít, chỉ là ở trước mặt con gái, cô ấy lại không thể khóc, để tránh làm cho con gái càng thêm thương tâm. Bây giờ biết Tô Thương còn sống, Thiên Sơn Tuyết cảm xúc lẫn lộn, nước mắt cứ thế tự nhiên tuôn ra. Mẹ, điện thoại của mẹ đây, nhanh gọi cho cha đi. Lúc này, Tô Du Du cười nói. Mẹ không gọi. Lúc sau, Thiên Sơn Tuyết ổn định lại cảm xúc, lập tức nói, muốn gọi cũng là ông ấy gọi cho mẹ, mẹ không phải chủ động gọi làm gì. Mẹ, có phải là mẹ đang xấu hổ đó hả? Du Du cười hì hì nói. Chuyện của người lớn, con nít không cần quan tâm. Thiên Sơn Tuyết liếc nhìn Du Du một chút. Sau đó lấy điện thoại di động ra, nói, được rồi, Du Du, cho mắt thư giãn một chút đi, đừng xem phim nữa. Vâng ạ. Tô Du Du bĩu môi, sau đó khuôn mặt tràn đầy hy vọng nói, mẹ, cha có việc không thể đến đón chúng ta, nhưng chúng ta có thể đi Giang Bắc mà. Tô Tinh Hà đã ở cùng với cha rồi, chắc chắn là đang rất vui, cha sẽ rất thương nó, yêu nó, sẽ dẫn nó đi qua công viên trò chơi để chơi nữa. Du Du cũng muốn sống cùng một chỗ với cha. Tô Du Du trong ánh ấm tràn đầy ước mơ, hoàn toàn không biết bây giờ Tô Tinh Hà thảm thế nào. Không được. Thiên Sơn Tuyết từ chối nói, núi Cửu Phong mới là nhà của chúng ta, con cũng không được phép đi, con quên những lời mẹ đã nói rồi sao? Còn Tô Tinh Hà, mẹ sẽ nói với ông cố của con, để ông cố con đưa nó trở về. Vâng ạ. Tô Du Du vô cùng hiểu chuyện, tiếp tục đồng ý với Thiên Sơn Tuyết, cô ấy hình như cũng biết chút chuyện gì đó, mình và cha không phải người của cùng một thế giới. Chỉ có điều, trong mắt Tô Du Du lại giấu đi vẻ cực kỳ buồn bã. Ai ya! Thiên Sơn Tuyết thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi xa, mịt mờ nói, Tô Thương, tôi biết tâm trạng của Du Du, nó muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Có thể bây giờ, không cho phép. Trừ khi anh có thể trở thành người luyện võ cực kỳ mạnh, nếu không sẽ có rất nhiều người ngăn cản chúng ta đoàn tụ. Tô Thương,
anh lấy danh xưng là Tô Huyền Thiên, tiếng tăm lớn như vậy, nhất định là kiếp này không tầm thường rồi, có lẽ có thể trưởng thành đến một bước kia. Tôi tin anh có năng lực như thế, cố lên, tôi sẽ chờ anh, dù là bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ chờ anh. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi đi nhanh chóng, vật đổi sao rời. Bất chi bất giác đã là đêm khuya, bầu trời đêm u ám, bóng tối bao trùm khắp nơi. Khoảng chừng rạng sáng. Bởi vì máy bay chiến đấu của Triệu Thiên Sách là loại cực kỳ đặc biệt, tốc độ bay cực kỳ xa so với máy bay trực thăng bình thường, vì thế nên đã đến nơi đầu tiên. Giờ này phút này. Chiến trường biên giới phía nam, bên trên cổng thành. Nơi này là tuyến phòng ngự cuối cùng, nếu như thành phố thất thủ, thì biên giới phía nam sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Phía sau thành phố ở biên giới phía nam, có hàng ngàn hàng vạn người dân nước Hoa, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Triệu Thiên Sách đã đội mũ bảo hộ, mặc giáp, thân hình cao lớn mạnh mẽ, đứng ở bên trên cổng thành, oai phong lẫm liệt. Nhưng ánh mắt bên trong anh ấy, lại đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Vào khoảng 10 phút trước, thám tử đến báo tin, tuyến phòng ngự thứ 3 bị thất thủ, mấy chục vạn lũ hung bạo nước D đang tấn công tuyến phòng ngự thứ 2. Báo. Lúc này, một tướng sĩ mặc trang phục thường ngày, chạy như bay đến, quỳ một chân xuống đất, chắp hai tay nói, chiến thần, tuyến phòng ngự thứ 2, thất thủ rồi, quân ta thương vong trầm trọng, quân lính nước D, đang hành quân đến đây. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nhanh nhất là nửa tiếng nữa, sẽ dẫn binh lính đến dưới thành. Cái gì? Triệu Thiên Sách giật nảy mình, nắm chặt quần áo tên mật thám này, hỏi, tuyến phòng ngự thứ 3, có 6 vạn chiến sĩ của mình, còn có 5 tên tông sư đỉnh phong trấn giữ tại đó, giờ mới 10 phút thôi, sao lại sụp đổ rồi? Chiến thần, nước Đê lần này đến khí thế hung hăng, không chỉ có tập hợp 50 vạn binh lính mà thôi. Áng chừng có đến 500 tên cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong, trên chiến trường thế mạnh áp đảo, chiến sĩ bên ta không hề có sức đánh trả. Tên mật thám này run rẩy, bi thương nói, 5 cao thủ tông sư ở tuyến phòng ngự thứ 3, vừa xuất hiện một cái liền bị bao vây đến chết, 6 vạn chiến sĩ cũng thương vong trầm trọng, chỉ có một số ít binh lính trốn thoát được thôi. 500 tên tông sư đỉnh phong. Triệu Thiên Sách cực kỳ hoảng sợ. Không thể tưởng tượng được mà nói, nước Đê này điên rồi sao, tấn công biên giới phía nam bằng tất cả sức mạnh của cả nước sao? Không đúng, nước Đê chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, mình giao chiến với chúng nhiều năm rồi, tuyệt đối không thể có nhiều tông sư đỉnh phong như vậy, ở đó chắc chắn có gì đó khác lạ ở đây. Chiến thần đoán không sai, bên trong những cao thủ tông sư đó, có một số bộ phận không phải là người nước Đê. Mật thám suy đoán nói, theo như tình báo bên ta, gần đây nước Đê cùng với ba nước ở phía Bắc qua lại thân thiết, có thể là đã mượn binh ở ba nước phía Bắc đó rồi. Cũng có khả năng này. Triệu Thiên Sách sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, địa tông cao thủ không tham chiến, 500 tông sư đỉnh phong gần như vô địch, bây giờ muốn điều binh tới, cũng không kịp nữa rồi, chỉ sợ biên giới phía Nam nguy to rồi. Người đâu, lập tức thông báo với Bình Thân Vương. Nước Đê mưu đồ quá lớn, để ông ấy sớm chuẩn bị. Ngoài ra, nhanh chóng trao trả ngàn vạn dân chúng ở biên giới phía Nam, để tránh rơi vào tay cao thủ nước Đê. Triệu Thiên Sách lộ ra một vẻ hung ác, lạnh lùng nói, còn chúng ta, tuyệt đối không thể rút lui, nhất định phải giữ cho họ đủ thời gian để rời đi. Các chiến sĩ, nuôi binh nghìn ngày chỉ dùng binh một giờ, hôm nay, thề sống chết bảo vệ biên giới phía Nam. Thề sống chết bảo vệ biên giới phía Nam. Thề sống chết bảo vệ biên giới phía Nam. Thề sống chết bảo vệ biên giới phía Nam. Vô số chiến sĩ, cùng hô to lên, trong ánh mắt mỗi người, đều tràn đầy quyết liệt, không ai lùi bước. Triệu Thiên Sách thì lén lút thở dài một hơi, trong lòng cực kỳ bất lực. Anh ấy biết rõ, hôm nay ở biên giới phía Nam chắc chắn rơi vào tay giặc, hy sinh tất cả cũng đều là uổng phí. Nhưng uống phí không có nghĩa là vô nghĩa. Nếu dẫn binh lính rút lui, đồng nghĩa với việc nước Hoa mở ra cửa lớn, đến lúc đó, không chỉ có ngàn vạn dân chúng đứng trước nguy cơ sống chết, mà xung quanh tỉnh khác của nước Hoa, cũng sẽ rơi vào tay giặc. Bây giờ việc anh ấy phải làm, cũng là để kéo dài thời gian,
để Bình Thân Vương triệu tập binh lính cùng với cao thủ, đối phó với khí thế hung hăng của nước Đê. Triệu Thiên Sách ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm, tự lẩm bẩm, chỉ mong sao non sông đất nước mình, bình an vô sự. Thời gian tiếp theo đó, Triệu Thiên Sách sai người đi sơ tán người dân, rồi bày binh bố trận, nghênh đón trận huyết chiến sắp tới. Cùng lúc đó, tuyến phòng ngự thứ 2 và tuyến phòng ngự thứ 3 đã trên đường tới. 4. 50 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đều bước tiến lên phía trước, khí thế hùng hổ, cuốn theo gió bụi bay đầy trời. Trong đại quân có 500 người mặc áo choàng màu đen, tản ra bốn phía. Bọn họ đều là cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong. Không chỉ có vậy, trong hàng ngũ này còn có đông đảo tông sư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chỉ cao thủ tông sư thôi cũng đã khoảng 2.000 người. Lúc này, ở ngay vị trí chính giữa của đại quân đang hành quân có một chiếc xe vô cùng oai phong do 10 tên tướng sĩ khiêng lên. Trong cỗ xe, một lão già tóc hoa râm ngồi xếp bằng, hai mắt hơi nhắm lại, lộ ra vẻ già nua. Soạt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lão già đó vừa mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia quang mang, dường như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, làm cho người ta cảm thấy run sợ. Ông ta chính là Đoạn Mộc Lưu, cao thủ chí cường của nước Đê, là thần thoại của nước Đê, bằng tuổi với Trương Trọng Ngu, là trùm của nước Đê hơn 100 năm nay. Địa vị của Đoạn Mộc Lưu ở nước Đê cũng giống với địa vị của Tô Vô Kỵ trong giới luyện võ 100 năm trước. Ngự trị trên tất cả mọi người, thực lực hùng mạnh đến mức không ai dám không nghe theo. Về phần cảnh giới thật sự của ông ta thì không một ai biết. Bởi vì, 100 năm nay, Đoạn Mộc Lưu chưa bao giờ ra tay, ông ta vẫn luôn bế quan tu luyện. Nhưng hơn 100 năm trước, thì chỉ cần ông ta giơ tay một cái là đã có thể trấn áp được Thiên Tông đỉnh phong, lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, 100 năm đã trôi qua. Có nhiều người còn nghĩ Đoan Mộc Lưu đã chết rồi. Nhưng mà, mấy ngày trước, đột nhiên ông ta lại xuất hiện, khiến cho trên dưới nước Đê vô cùng mừng rỡ. Ngay sau đó, lâu già nua Đoan Mộc Lưu này tiếp quản binh quyền của nước Đê, hơn nữa còn nhanh chóng từ ba nước ở phương Bắc triệu tập 500 tên cao thủ tông sư đỉnh phong cùng với mấy ngàn lên tông sư bình thường dự định sống chết với nước Hoa một trận. Biên giới phía Nam chỉ là bàn đạp để mình dẫm đạp lên nền văn minh hơn 5.000 năm của nước Hoa mà thôi. Đoan Mộc Lưu lẩm bẩm nói, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí lại tràn đầy sự tự tin, chắc chắn. Lão Tổ Tông. Lúc này, một người đàn ông trung niên ở bên cạnh chiếc xe dò hỏi, nước Hoa rốt cuộc có cái gì mà khiến cho ông nhớ mãi không quên, vừa mới xuất quan thì đã muốn đánh chiếm đất nước đó rồi. Ha ha. Đoan Mộc Lưu nhìn sang rồi khẽ cười nói, nơi đó, có một bí mật trường sinh. Trường sinh, người đàn ông trung niên tràn đầy nghi hoặc nói. Ừm. Đoan Mộc Lưu gật đầu nói cho cháu biết cũng không sao, nước Hoa có một bí mật cấp quốc gia, ở thời kỳ thượng cổ, có một nhóm người vô cùng cường mạnh, bọn họ nắm trong tay bí quyết để trường sinh. Năm đó. Bọn họ đưa ra một lập luận đại ý như là không khí chúng ta đang hít thở ẩn chứa một độc tố mà chúng ta không thể nào nhận ra hay cảm giác được. Đôi mắt của Đoan Mộc Lưu đục ngầu, ông ta nói tiếp, mà nhân loại muốn sống sót thì bắt buộc phải hít thở không khí, đây là một cái vòng lặp lại vô hạn. Vì vậy, tuổi thọ của con người là có hạn, tuổi thọ thông thường tuyệt đối cũng không vượt quá 130 tuổi. Không khí có độc sao? Người đàn ông trung niên lại càng tò mò hơn, lần đầu tiên ông ta nghe thấy lập luận này. Ừm. Đoan Mộc Lưu khẽ gật đầu, nói thêm, bây giờ khoa học đã phát triển, ông đoán là chất độc mãn tính mà bọn họ nói chính là dưỡng khí, con người không thể rời bỏ dưỡng khí, ỷ lại dưỡng khí mà sống, nhưng cứ như vậy thì cơ thể cũng sẽ bị oxy hóa theo, cho nên con người sẽ dần dần già yếu đi cho đến chết. Nhưng mà, nước Hoa thời thượng cổ. Nhóm người kia được gọi là những chiến sĩ luyện khí thượng cổ. Bọn họ đã tìm thấy được một phương pháp, từ trong cơ thể tu luyện ra một năng lượng đặc biệt, gọi là linh khí. Đoan Mộc Lưu rủ rỉ nói, linh khí có thể thay thế một phần không khí, linh khí tinh thuần, dồi dào thì còn có thể thay thế được toàn bộ dưỡng khí trong không khí, từ đó đạt được sự trường sinh. Nhưng mà, phương pháp này vô cùng phức tạp, hơn nữa còn cần phải có thiên phú.
rất nhiều người bỏ cả đời cũng chỉ là mới ở nhập môn mà thôi, mà chiến sĩ luyện khí cảnh giới này, linh khí trong cơ thể không đủ tinh thuần và lớn mạnh, không có cách gì trường sinh được. Đoan Mộc Lưu nói tiếp, mặc dù không thể trường sinh nhưng bọn họ do hít thở dưỡng khí ít, khiến cho tốc độ oxy hóa cơ thể chậm lại, tuổi thọ cũng được gia tăng, có thể sống được 5-600 tuổi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn nếu các chiến sĩ luyện khí có chút thành tựu thì thông thường sẽ có tuổi thọ ngàn năm, cũng có rất nhiều người có thể đạt được trường sinh, bởi vì cơ thể của bọn họ hoàn toàn đều là linh khí hóa hết rồi. Nói đến đây, Đoan Mộc Lưu lại tràn đầy ngưỡng mộ, lẩm bẩm nói, ông đánh chiếm nước hoa cũng chính là vì muốn tìm bí mật trường sinh này. Người đàn ông trung niên bên cạnh là chắt trai đời sau của Đoan Mộc Lưu, Đoan Mộc Thuật, đồng thời cũng là quốc chủ của nước Đê, địa vị vô cùng cao quý. Lúc này, Đoan Mộc Thuật có chút lo lắng, lão tổ tông, nếu như nước hoa có người trường sinh, vậy bọn họ bây giờ chắc chắn vẫn còn sống, vậy thì sẽ cho phép chúng ta tấn công nước hoa sao? Ha ha! Đoan Mộc Lưu lại cười nói, nhóm người đó, sớm ở 2000 năm trước đã biến mất rồi, toàn bộ đều biến mất một cách ly kỳ, không ai biết được nguyên nhân. Nước hoa bây giờ, không có chiến sĩ luyện khí thượng cổ nữa. Cũng đều là người cùng một hệ thống tu luyện với chúng ta, đều là luyện võ. Đoan Mộc Lưu nói tiếp, hệ thống luyện võ, là từ luyện khí biến đổi ra, thứ chúng ta tu luyện ra không phải là linh khí mà là chân khí. Chân khí cũng có tác dụng chống lại sự oxy hóa, nhưng chân khí trong cơ thể như biển, không có cách gì thay thế dưỡng khí, cho nên bắt buộc phải hít thở dưỡng khí, nếu không thì sẽ ngạt thở. Đoan Mộc Lưu nói tiếp, nhưng ông có thể khống chế được mức độ hít thở, cố gắng giảm bớt tần suất hô hấp, bình thường ông ở cảnh giới này trong giới luyện võ cũng chỉ sống được hơn 300 tuổi, còn chưa bằng mấy chiến sĩ luyện khí nhập môn nữa. Trong cuộc chiến đất nước lần trước, ông cũng đã bị thương nặng, sau đó phải quay về bế quan tu luyện hơn 100 năm, sức lực vốn không có cách gì cạn kiệt được thì bây giờ đại hạn như đang ở ngay trước mắt rồi. Đôi mắt của Đoan Mộc Lưu lộ ra tinh quang. Nghiêm mặt nói, thời gian của ông không còn nhiều nữa, ông bắt buộc phải có được phương pháp tu luyện của chiến sĩ luyện khí thượng cổ. Thì ra là như vậy. Đoan Mộc Thuật hiểu rõ gật đầu, hôm nay nói chuyện với lão tổ tông, ông ta như mới vừa mở ra được một cánh cửa về một thế giới mới vậy. Sau khi dừng lại một lúc, Đoan Mộc Thuật bỗng nhiên nghi hoặc nói, lão tổ tông, cháu nghe ông nội nói, ông ở cuộc chiến năm đó uy phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó. Vậy rốt cuộc ai đã làm cho ông bị thương vậy? Cháu đã là chủ của một đất nước rồi, nhà họ Đoan Mộc đều dựa vào cháu, ông có thể nói cho cháu biết. Đoan Mộc Lưu nhìn Đoan Mộc Thuật rồi sau đó như chìm vào sâu trong hồi ức, lẩm bẩm nói, năm đó người làm ông bị thương nhìn như là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Mặc dù đã trôi qua 100 năm, nhưng mỗi lần nhớ đến cậu ta, nhớ lại cảnh tượng năm đó, ông vẫn không ăn ngon ngủ yên được. Trong lòng tràn đầy nỗi e sợ. Bởi vì cậu ta mà trong cuộc chiến 100 năm trước, nước Đê của chúng ta mới bị đánh bại, chủ động đầu hàng. Cũng bởi vì cậu ta mà cha mới triệu tập 19 nước năm quận, đề nghị đưa ra lệnh cấm đoán địa tông, các cao thủ cổ giả địa tông cũng như từ địa tông trở lên không được tham chiến. Cậu ta, quá khủng khiếp, chỉ liếc nhìn ông một cái còn chưa ra tay mà ông đã bị khống chế quỳ xuống đất, hơn nữa còn bị đánh cho trọng thương. Đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Lệnh cấm địa tông kỳ thực chỉ là một cái cớ, để cho cậu ta không được nhúng tay vào mà thôi. Bởi vì ông cảm giác trong thế giới này không ai có thể là đối thủ của cậu ta, một mình cậu ta thậm chí còn có tiêu diệt được 19 nước năm quận. Tên của cậu ta. Đoan Mộc Lưu tràn đầy sợ hãi, lẩm bẩm nói, tên là Tô Vô Kỵ. Tô Thần Binh từng nói với Tô Thương. Sau khi nhà họ Tô ở Côn Luân bị tiêu diệt, Tô Vô Kỵ đã từng xuất hiện lại một lần. Lần đó, Tô Kiền Khôn ở chiến trường bị thương nặng, trụ cột còn may mắn sống sót của nhà họ Tô cũng bị cao thủ chí cường của nước Đê quấn lấy, lúc đó là do Tô Vô Kỵ xuất hiện cứu Tô Kiền Khôn. Mà cao thủ chí cường của nước Đê kia chính là Đoan Mộc Lưu. Lúc đầu, Đoan Mộc Lưu đã muốn chấm mút xà xẻo nước hoa rồi, cho nên mới điều binh khiển tướng. Tiến thẳng đến nước hoa, nhưng lại bị nước hoa liều chết chống lại. Tuy rằng các tông phái luyện võ của nước hoa không tham chiến nhưng nước Đê dù sao cũng chỉ là một nước nhỏ, chậm phát triển.
Cuộc chiến năm đó đã diễn ra đến mấy năm, cả hai đều tổn thất như nhau, cuối cùng Đoan Mộc Lưu phải tự mình ra tay, chuẩn bị thâu tóm thiên hạ. Đoan Mộc Lưu lúc đó, thực lực đã vượt qua Thiên Tông rồi, vốn dĩ bản thân ông ta đã là vô địch thiên hạ. Nhưng ai mà ngờ, trên chiến trường lại xuất hiện một bà già ngang sức ngang tài với mình. Vị cao thủ may mắn sống sót của nhà họ Tô ở Côn Luân. Nhưng ông ta cũng không hề lưu tâm, tự bản thân cảm thấy khả năng chiến thắng của mình rất cao, nhưng mà ngay sau đó, ông ta không tưởng tượng ra được chuyện xảy ra sau đó. Trên chiến trường bỗng nhiên lại xuất hiện một người, khí thế vô cùng cường đại, một người làm kinh hãi đến vạn người. Ngay cả chính ông ta dưới uy thế của người đó cũng đều muốn nằm rạp xuống đất, không dám có chút vượt quá nào. Người kia nhìn sơ qua có vẻ như thần trí không được tỉnh táo, hơn nữa trên người lại còn bị thương, hoàn toàn không có ý đại khai sát giới, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, cho nên Đoan Mộc Lưu mới còn giữ lại được cái mạng sống này. Thế là ông ta cấp tốc ra lệnh, nhanh chóng lui binh. Từ đó về sau, ông ta cũng không dám có ý nghĩ đánh chiếm nước Hoa nữa, thậm chí còn đề xuất ra lệnh cấm địa tông. Về sau, Đoan Mộc Lưu đã điều tra mấy lần, cuối cùng cũng biết được thân phận của người đó, chính là Tô Vô Kỵ của nhà họ Tô ở Côn Luân. Sau khi tìm hiểu kỹ càng về Tô Vô Kỵ xong, Đoan Mộc Lưu cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vậy mà lại một người có thể đạt được trình độ cường đại như vậy. Một cách tự nhiên, ông ta liền nghĩ tới một khả năng, đó chính là Tô Vô Kỵ đã nắm được phương pháp tu luyện của chiến sĩ luyện khí thượng cổ. Mặc dù Đoan Mộc Lưu thèm khát phương pháp đó, nhưng ông ta lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Tô Vô Kỵ quá mạnh, mạnh đến nỗi mà khi ông ta đối mặt với Tô Vô Kỵ ngay cả đến thở cũng không dám. Vì vậy, Đoan Mộc Lưu mới bắt đầu bế quan tu luyện, lần bế quan này chính là hơn 100 năm. Cho đến ngày hôm nay, tuổi thọ của ông ta gần cạn, cho nên không thể không xuất quan, ông ta muốn tìm phương pháp kéo dài tuổi thọ. Sau khi ông ta biết 100 năm nay, trên thế giới đều không có tin tức của Tô Vô Kỵ thì ánh mắt của Đoan Mộc Lưu lại dòm ngó về nước Hoa. Tô Vô Kỵ. Đoan Mộc Thuật ở bên cạnh vô cùng lạ lẫm với cái tên này. Ông ta nghi hoặc hỏi, lão tổ tông, người này còn sống không, ông ta lần này sẽ không ra tay cản trở chúng ta chứ? Không rõ nữa. Đoan Mộc Lưu lắc đầu, sau đó nói, nhưng mà mấy ngày trước, lúc ông mới tỉnh lại thì nhận được một tin tình báo. Chiến sĩ luyện khí thượng cổ năm đó đã biến mất một cách ly kỳ hết rồi, có lẽ chuyện này có liên quan rất lớn với các pháp tắc giữa trời và đất. Đoan Mộc Lưu nói tiếp. Trong hơn 100 năm ông bế quan thì nước Đê đã khai quật được một số sách cổ, là của mấy ngàn năm trước, trong ghi chép có một câu nói, từ câu nói đó khiến cho ông có thể đoán ra được một chút hành tung của Tô Vô Kỵ. Câu nói gì? Đoan Mộc Thuật vô cùng hiếu kỳ. Trong sách cổ có ghi chép, ở dưới trời đất này, không cho phép chiến sĩ luyện khí đạt được đến một cảnh giới nào đó, một khi chiến sĩ luyện khí đặt chân đến cảnh giới cấm kỵ đó thì sẽ bị trời đất trừng phạt. Đoan Mộc Lưu lại nói tiếp, nói một cách khác, chiến sĩ luyện khí không được quá mạnh, nếu như mà quá mạnh thì sẽ bị pháp tắc của trời đất chấn áp. Bọn họ muốn sống thì chỉ còn một cách, chính là đi qua một con đường cổ xưa thần bí, rời khỏi thế giới này, nếu như cố gắng ở lại thì sẽ bị trời đất tiêu diệt, không có khả năng nào nữa. Đoan Mộc Lưu nhìn về phía bầu trời đêm, tự lẩm bẩm nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Thì Tô Vô Kỵ kia chắc là đã đi vào con đường cổ xưa thần bí đó rồi. Chuyện này. Đoan Mộc Thuật cười khổ nói, lão Tổ Tông, ông nói những chuyện này nghe có phần hư ảo quá đi, lẽ nào thật sự có người đã rời khỏi trái đất sao? Ha ha, thế giới bao la rộng lớn, ẩn chứa vô số điều kỳ lạ, rời khỏi trái đất cũng xem như chuyện hư ảo sao? Đoan Mộc Lưu khẽ cười nói, lẽ nào cháu quên rồi? Bây giờ khoa học phát triển, con người sớm đã có thể lên mặt trăng, thậm chí còn ở trong vũ trụ xây dựng trạm không gian đó thôi. Khoa học còn làm được như vậy, huống hồ gì còn tồn tại chiến sĩ luyện khí lâu năm chứ? Đoan Mộc Lưu cảm thán nói, nguồn gốc của nền văn minh nhân loại, ai cũng không giải thích rõ được, hiểu cũng không hiểu rõ được. Ông tin những gì ông xem trong sách cổ, những chuyện được ghi chép lại trong đó đều là thật. Năm đó nhà họ Tô ở Côn Luân bị tông phái luyện võ tiêu diệt, không một người nào còn sống,
thâm cửu đại hận như vậy mà Tô Vô Kỵ cũng không hề xuất hiện, chắc chắn là ông ta đang bị pháp tắc của trời đất trừng phạt, không có cách nào phân thân ra được. Ông ở chiến trường nhìn thấy ông ta một lần, thần chí không tỉnh táo, toàn thân bị thương nặng, chỉ còn lại chút da thịt, còn lại đều bị cháy rụi hết, chắc hẳn cũng vô cùng đau đớn. Lại thêm 100 năm gần đây, trên đời không có chút tin tức nào của Tô Vô Kỵ cả, hoặc là ông ta đã đi vào con đường cổ xưa thần bí kia, hoặc là ông ta đã bị trời đất tiêu diệt rồi. Sau đó, Đoan Mộc Lưu lại chắc chắn nói, nhưng bất kể nói như thế nào thì người này đã không còn là nỗi uy hiếp của chúng ta nữa. Mà các tông phái của nước Hoa, mặc dù trụ cột của ba đại thế lực có thể chiến với ông một trận nhưng từ xưa đến nay, bọn họ đều không tham gia vào cuộc chiến của đất nước. Đoan Mộc Lưu tự tin cười nói, hơn nữa, dựa vào thực lực của ông, thì nếu như liều chết một trận chắc chắn có thể giết chết được một tên trụ cột của đối phương, ba đại thế lực ai cũng không muốn trở thành con tốt thì đâu. Trận chiến này, nước Đê chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Đoan Mộc Lưu nghiêm mặt nói, Đoan Mộc Thuật, tăng tốc độ hành quân đi, ông muốn trong vòng nửa tiếng phải thâu tóm được biên giới phía nam. Vâng, vâng. Đoan Mộc Lưu cung kính đáp lại, sau đó hạ lệnh cho binh sĩ phát tín hiệu bên cạnh, thổi kèn lệnh tăng tốc độ hành quân. Bình bịch bình bịch bình bịch. Trong nháy mắt, 450 vạn đại quan, chạy bộ về phía trước, tốc độ tăng lên gấp đôi, lại vô cùng đều nhịp, không hề lộn xộn, rõ ràng đều là những tướng sĩ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Sau khoảng mười mấy phút, 450 vạn đại quân đã áp sát dưới chân thành biên giới phía nam. Liếc nhìn qua thì trông vô cùng hùng hồn, uy thế ngút trời. Cái gì nên tới thì cuối cùng đã tới rồi. Lúc này, Triệu Thiên Sách từ trên thành cao nhìn xuống, anh ấy nhìn thấy khí thế hung hăng của quân địch, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Triệu Thiên Sách, lúc này đây, Đoan Mộc Thuật đứng ra, lớn tiếng hô to, biên giới phía nam đã là vật ở trong tay nước Đê của tôi rồi, tôi khuyên cậu hãy mở cửa thành ra đầu hàng. Tránh trở thành cái xác không hồn dưới lưỡi đao của tôi. Đoan Mộc Thuật, ông nằm mơ đi. Triệu Thiên Sách trầm giọng nói, đương nhiên anh ấy có nhận ra quốc chủ của nước Đê. Ha ha! Đoan Mộc Thuật ngông cuồng cười nói, cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng. 500 tăng sư đỉnh phong, 2000 tông sư bình thường, 50 vạn binh lính tinh nhuệ. Biên giới phía nam nhỏ nhoi này của cậu, binh lính nghèo nàn. Lấy cái gì mà chống trả lại với chúng tôi chứ? Đầu hàng là con đường duy nhất của các cậu, đừng mất công giày vò nữa. Đoan Mộc Thuật là quốc chủ, thường xuyên đi đầu làm gương cho binh sĩ, cho nên ông ta đã từng giao chiến nhiều lần với Triệu Thiên Sách. Nhưng mà ông ta cũng chưa bao giờ đánh những trận chiến lớn như vậy, ngầm nghĩ cũng thấy vô cùng kích động, lại thêm có lão tổ tông trấn thủ, trong lòng của Đoan Mộc Thuật lại càng thêm chí khí. Của các cậu đừng mất công giày vò nữa. Hừ, Triệu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói, một tấc núi sông một tấc máu, trăm vạn thanh niên trăm vạn binh, núi sông của Tổ quốc, không cho dù một tấc đất. Đoan Mộc Thuật, nếu anh nhúng tay vào nước Hoa, cho dù tôi không thể đánh lại, cũng sẽ gõ cho răng chó của anh rơi đầy đất. Triệu Thiên Sách giơ hai tay hét lớn, các tướng sĩ nghe lệnh, liều chết bảo vệ thành biên giới phía nam. Rõ. 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 Tất cả tướng sĩ nước Hoa trong thành biên giới phía nam, khoảng mười mấy vạn, đồng loạt hét lên vào lúc này. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ quyết tâm, thấy chết không sờn. Quyết tâm. Đoan Mộc Thuật thấy vậy, vung tay lên ra lệnh, khai chiến, 10 phút, san bằng thành biên giới phía nam, tất cả quân phòng thủ, tiêu diệt toàn bộ, không sót một người. Giết. 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 Binh lính nước Đê khí thế kiêu ngạo, lập tức xông lên tấn công thành, thế tới rào rạt. Trong lúc nhất thời, tiếng giết chóc đinh tai nhức óc, hiện trường đầy xác chết, tình hình chiến đấu thê thảm. Lúc đầu, Triệu Thiên Sách đóng chặt các cổng thành, tấn công bằng phòng thủ, lợi dụng sự thuận tiện của các cổng thành để chặn các binh lính từ nước Đê. Nhưng từ từ, quân địch ngày càng đông, sắp đột phá được cổng thành. Vì vậy, Triệu Thiên Sách ra lệnh cho tất cả binh lính của nước Hoa ra khỏi thành để nghênh chiến. Về phần Triệu Thiên Sách, bởi vì anh ta là cảnh giới địa tông nên chỉ có thể trấn thủ, cổ vũ lòng quân,
không thể đích thân ra trận chém giết. Cứ như vậy, một trận chiến khốc liệt đã nổ ra giữa hai bên, vô số thương vong, xác chết khắp nơi. Binh lính do Triệu Thiên Sách chỉ huy có kinh nghiệm xa trường, tạm thời đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Vì vậy, ngay từ đầu, các tướng sĩ nước Hoa chiếm thế thượng phong, ngay cả khi đối mặt với quân địch cao hơn mình gấp mấy lần, cũng không hề sợ hãi, thể hiện ra phong thái của người nước Hoa. Nhưng vài phút sau, 500 tên tông sư đỉnh phong cùng với 2.000 tông sư ra tay. Cục diện trận chiến lập tức thay đổi đột ngột, họ gần như đè bẹp quân lính nước Hoa với ưu thế áp đảo. Lúc này đã trở thành một cuộc thảm sát một chiều, thảm không nỡ nhìn. Hai mắt Triệu Thiên Sách đỏ bừng, nhưng không thể làm gì được, chỉ mong Bình Thân Vương sớm chuẩn bị, nếu có thể phái binh đến tiếp ứng thì không còn gì tốt hơn. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, Phủ Thân Vương, Bình Thân Vương Long Từ Hành đã nhận được tin từ Triệu Thiên Sách, đang cau mày suy nghĩ. Lính liên lạc bên cạnh cung kính quỳ một gối xuống đất, chờ đợi quyết sách từ Long Từ Hành. Truyền lệnh xuống, toàn bộ binh lực các tỉnh xung quanh biên giới phía nam lùi lại, tiết kiệm sức lực, chờ lệnh của tôi một lần nữa. Cuối cùng, Long Từ Hành nói. Vương gia, lính liên lạc sửng sốt một chút, hai mắt đỏ hoe nói, nhưng nếu là như vậy, chẳng phải tương đương với chắp tay nhường biên giới phía nam cho nước D sao? Nước D lần này khí thế rào rạt, nhất định là có chuẩn bị mà đến, có mưu đồ rất lớn. Long Từ Hành trầm trọng nói. Lúc này không thích hợp lấy cứng đối cứng với bọn họ. Bảo toàn thực lực mới là điều quan trọng nhất. Huống hồ biên giới phía nam vốn chính là đất cằn sỏi đá, đặc biệt cằn cỗi, nhường thì nhường đi. Nếu không chống cự, đại quân nước Đê tiến quân thần tốc, dân chúng các tỉnh xung quanh ngay cả thời gian tránh nạn cũng không có, tất nhiên dân chúng lầm than. Lính liên lạc cắn răng nói, nhưng biên giới phía nam có mười mấy vạn tướng sĩ bên ta. Nếu không phải người tiếp ứng chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt, vương gia, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Câm miệng. Long Từ Hành trầm giọng nói, ý tôi đã quyết, ai cho phép cậu khoa tay múa chân, nói thêm một câu, lập tức lấy quân pháp hầu hạ cậu. Đi đi, dựa theo lời tôi nói, ra lệnh cho quân phòng thủ xung quanh nhanh chóng rút lui, không được phạm sai lầm. Vâng, thấy không thể thuyết phục được Bình Thân Vương. Lính liên lạc đành phải ôm quyền đồng ý, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Vương gia, chiến thần Dực Cân xin được gặp ngài. Lính liên lạc vừa rời khỏi, thủ vệ liền nói. Dực Cân đến rồi. Long Từ Hành lộ ra một nụ cười, sau đó nói, mời cô ấy vào. Vâng, thủ vệ cung kính đáp lại, sau đó liền nghe thấy bên ngoài nói, chiến thần Dực Cân, mời vào trong. Ngay sau đó, Tô Dực Cân mặc quân phục. Sải bước vào phòng làm việc, quỳ một gối xuống, ôm quyền nói, thuộc hạ Tô Dực Cân chào Bình Thân Vương. Dực Cân, khách sáo như vậy làm gì, mau đứng dậy đi, không phải tôi đã nói rồi sao, nhìn thấy tôi thì không cần phải chào. Long Từ Hành cười nhẹ, sau đó muốn đi đến đỡ Tô Dực Cân lên. Nhưng Tô Dực Cân đã đứng lên trước, không cho anh ấy cơ hội này, hơn nữa lùi lại một bước để giữ khoảng cách với Bình Thân Vương. Dực Cân. Long Từ Hành cũng không cảm thấy xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dực Cân đầy ái mộ, dịu dàng nói, tôi biết em thích ăn chay, cho nên ta đặt một bàn toàn tiệc chay ở Thiên Vân Lâu, đêm nay em nhất định phải đến đó. Vương gia. Tô Dực Cân nghiêm túc nói, hiện tại chiến sự ở biên giới phía nam cấp bách, thuộc hạ làm sao có tâm tư ăn cơm, xin vương gia phát cho thuộc hạ 10 vạn tinh binh, thuộc hạ lập tức đến biên giới phía nam trước, tiếp viện cho chiến thần Thiên Sách. Dực Cân à, nước Đê tới lần này thật kỳ quái, nhất định không được hành động theo cảm tính, nếu không sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Long Từ Hành cười nói, hơn nữa người là sắt cơm là thép, không ăn cơm sao được, đi thôi, bản vương ăn cơm cùng em. Bình Thân Vương. Vẻ mặt của Tô Dực Cân thay đổi, lạnh lùng nói, biên giới phía nam có ngàn vạn dân chúng, còn có mười mấy vạn tướng sĩ, bây giờ nguy cơ sớm tối. Xin thứ lỗi cho tôi không thể đi cùng với ngài. Nếu ngài không phái binh cho tôi, vậy thì thuộc hạ một mình đi đến biên giới phía nam trước, cho dù là chết ở biên giới phía nam, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện. Hồ đồ! Long Từ Hành lạnh lùng nói, chiến thần Dực Cân, em là thuộc hạ của bản vương muốn em làm gì thì em làm cái đó, biên giới phía nam, Tô
tôi sẽ không phái quân tiếp viện, em cũng không được đi. Vương gia, nói thêm cũng vô dụng, thuộc hạ cáo từ. Tô Dực Cân không phục tùng, sau khi tạm biệt liền chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Hừ, cả gan làm loạn. Long Từ Hành lạnh lùng nói, người đâu? Có. Vài tên thủ vệ lập tức đẩy cửa vào, đồng loạt quỳ xuống đất. Chiến thần Dực Cân không tuân theo mệnh lệnh của chủ soái, bắt lấy cô ấy, đưa cô ấy vào thiên lao, chờ xử lý. Long Từ Hành trầm giọng nói. Rõ, hai thủ vệ nhận lệnh bước tới khống chế Dực Cân, thủ vệ của thân vương sao có thể là người bình thường. Tô Dực Cân giãy giụa vài lần nhưng đáng tiếc vô ích, nên cắn răng nói, buông tôi ra, bình thân vương. Anh vứt bỏ ngàn vạn dân chúng không quan tâm, anh không xứng làm chủ soái ba quân. Kéo xuống. Long Từ Hành không muốn nghe Tô Dực Cân kể tội trạng của mình nên giơ tay thúc giục. Hai tên thủ vệ áp giải Tô Dực Cân bước ra khỏi phòng làm việc. Dực Cân, đừng trách tôi là đang bảo vệ em. Nhìn Long Từ Hành bị bắt đi, Long Từ Hành tự lẩm bẩm một mình, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chấm chấm chấm. Ngay lúc này, chiến trường biên giới phía nam, do số lượng cao thủ nước Đê quá đông nên chỉ trong phút chốc, quân lính nước Hoa đã bị ép đến dưới cổng thành. Ban đầu có mười mấy vạn binh sĩ, nhưng bây giờ vẫn còn 7-8 vạn, không có cách nào để rút lui. Triệu Thiên Sách đứng trên tháp, trong mắt hoàn toàn là sự bất lực, anh ta hoàn toàn không ngờ nước Đê lại phái nhiều cao thủ tông sư đến như vậy. Ha ha. Không chịu nổi một đòn. Đoan Mộc Thuật liên tục cười lạnh, sau đó vung tay lên nói, truyền lệnh của tôi, toàn quân tấn công. Giết! Mấy chục vạn binh lính của nước Đê, sĩ khí chấn động, hùng hổ xung phong liều chết xông lên. Mà đúng lúc này, Tô Thường dẫn đầu thành viên huyết đồ chạy đến chiến trường. Ra tay đi! Tô Thường nhìn thấy dấu vết thi thể khắp nơi. Binh lính nước Đê thương vong nặng nề nên hạ lệnh không cần nương tay. Rõ. Sau khi nhận được lệnh của Tô Thương, Tiêu Đình và 49 thành viên huyết đồ xông vào đại quân của nước Đê như mãnh hổ xuống núi, không thể ngăn cản. 49 viên huyết đồ bởi vì tu luyện thanh minh luyện thể thuật nên thân thể của bọn họ so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy lần. Cơ bắp trên người mỗi người đều phồng lên, trông cực kỳ mạnh mẽ, giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Đấm vào da thịt, hoành hành trên chiến trường không bị cản trở, giống như một cỗ máy giết người. Mặc dù trong cơ thể bọn họ không có chân khí nhưng có thể nghiền nát các cao thủ tông sư bằng sức mạnh của cơ thể thuần túy. Đặc biệt là Tiêu Đình, sức lực vô cùng lớn, thân thể vô cùng kiên cố, cho dù là địa tông đỉnh phong khi đối mặt với nắm đấm của anh ấy cũng phải khiếp sợ. Mặc dù sức chiến đấu của Tiêu Đình vượt qua cảnh giới tông sư, thậm chí có thể nghèn ép địa tông. Nhưng quanh người anh ấy không có chân khí dao động, thậm chí không có bất kỳ năng lượng đặc biệt nào, chỉ đơn giản là dựa vào sức mạnh, cho nên cũng không được coi là vi phạm lệnh cấm địa tông. 50 người này đã giết hàng trăm hàng ngàn binh sĩ của nước Đê chỉ trong nửa phút. Mà những binh lính đó, tất cả đều chết một cách thê thảm, máu thịt be bét, thậm chí có người còn bị nắm đấm trực tiếp đập thành thịt vụn. Không hay rồi, quân địch tập kích. Thật là một lực lượng đáng sợ, bọn họ là ai? Tuy rằng không có nhiều người, nhưng thật là đáng sợ. Chấm chấm chấm. Bên trong đại quân, rất nhiều binh lính nước Đê phản ứng lại, quay đầu lại bao vây các thành viên huyết đồ. Nhưng đòn tấn công của bọn họ khi rơi vào trên người các thành viên huyết đồ giống như gãi ngứa, thậm chí không để lại vết thương khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Nhưng các thành viên huyết đồ vẫn không dừng lại. Không ngừng liên tục tấn công, một quyền có thể giết chết một binh lính nước Đê. Trung bình trong một giây sẽ có thêm 50 xác lính của nước Đê trên mặt đất. Máu tươi của binh lính nước Đê phun ra và rơi ở trên người các thành viên huyết đồ, sẽ biến thành một màn xương màu máu, nhanh chóng đi vào cơ thể các thành viên huyết đồ, trở thành nguồn sức mạnh của các thành viên huyết đồ, hơn nữa có thể rèn luyện thân thể bọn họ, làm cho bọn họ mạnh mẽ hơn. Thứ gì vậy, vậy mà không thể chém vào. Áo giáp, chắc chắn bọn họ có áo giáp làm bằng công nghệ đặc biệt. Không đúng, những người này mặc quần áo đồng phục bình thường, một số thậm chí còn cởi trần, căn bản không có áo giáp. Thân thể mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có sức mạnh khủng bố như vậy,
mau lùi lại, mời cao thủ tông sư đến ngăn chặn. Chấm chấm chấm. Đoan Mộc Thuật vẫn luôn quan sát bốn phương, sớm đã phát hiện ra các thành viên huyết đồ, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Khổ luyện thân thể sao, ha ha, chẳng qua chỉ là mấy người luyện võ tu luyện kim trung trạo mà thôi, không có gì phải sợ. Đoan Mộc Thuật nhìn kỹ vài lần, sau đó lộ ra một nụ cười khinh thường, dặn dò, đối phó những người này trước, sau đó lại san bằng thành biên giới phía nam. Tuân mệnh. 30 tên cao thủ ở cảnh giới tông sư đỉnh phong nghe thấy mệnh lệnh của Đoan Mộc Thuật không chút do dự bay lên trời trong nháy mắt, giết về phía sau. Vèo. Vèo. Những người luyện võ cảnh giới tông sư này, thân hình như mũi tên sắc bén, nhanh chóng xuyên qua, trong nháy mắt đã va chạm kịch liệt với các thành viên huyết đồ. Bọn họ không hề nương tay, ra tay đều là sát chiêu, chân khí trong cơ thể kích động. Bùm, bùm, bang bang, nhưng bọn họ ở trước mặt những thành viên huyết đồ giống như những người lính bình thường, vẫn không chịu nổi một đòn. Thành viên huyết đồ dùng gần 3 quyền là có thể đấm nổ tung một cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong. Thậm chí, để mở rộng hiệu quả, có vài tên tông sư đỉnh phong trực tiếp bị đánh thành xương máu, rơi vào trên người của các thành viên huyết đồ rồi bị hấp thu. Cảnh tượng này lập tức làm cho tất cả mọi người tại hiện trường sững sờ, đại quân mấy chục vạn cũng lập tức sao động. Tông sư đỉnh phong thực sự bị ba quyền đánh nát. Địa tông, những người này ít nhất đã đặt chân đến địa tông. Nước Hoa đã vi phạm lệnh cấm địa tông, tất nhiên phải chịu sự khiển trách của 5 quận và 19 nước. Không đúng, trong cơ thể bọn họ không có chân khí dao động, lúc ra tay cũng không sử dụng chân khí, bọn họ không phải người luyện võ. Chấm chấm chấm. Các thành viên huyết đồ không dừng lại một giây, Tô Thương ra lệnh cho bọn họ không cần nương tay, giết tất cả mọi người, việc họ phải làm bây giờ là chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Giết. 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 Lại đánh sâu vào một vòng nữa, xác của binh lính nước D trên mặt đất ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc đã chất thành núi. Cái gì? Đoan Mộc Thuật cũng phát hiện ra manh mối, cao mày nói, bọn họ mạnh như vậy, hơn nữa trong cơ thể cũng không có chân khí. Chuyện này là không thể. Kim Trung Cháo, sử dụng chân khí để bảo vệ cơ thể và chống lại sát thương. Tại sao trong cơ thể bọn họ không có chân khí dao động? Đoan Mộc Thuật kinh ngạc nói. Rất đơn giản. Lúc này, xe rửa đuổi ở phía trên Đoan Mộc Thuật chậm rãi mở miệng nói, vì cái bọn họ tu luyện không phải kim trung cháo. Lão Tổ Tông. Đoan Mộc Thuật không nhìn được hỏi, vậy thì tại sao cơ thể bọn họ lại kiên cố như vậy, đau thương bất nhập? Ông không biết cụ thể, nhưng chắc chắn bọn họ không phải người luyện võ. Đoan Mộc Lưu lắc đầu nói. Những người này có thể dễ dàng đánh bại tông sư đỉnh phong, ít nhất cũng là cao thủ địa tông. Đoan Mộc Thuật hỏi, Lão Tổ Tông, nước Hoa đã vi phạm lệnh cấm, xin Lão Tổ Tông ra tay, giết chết bọn họ. Ha ha, bọn họ đều không phải người luyện võ thì làm sao có thể là cao thủ địa tông. Đoan Mộc Lưu cười nói, tiếp tục theo dõi, ông rất muốn biết bọn họ có thể giết bao nhiêu người. Đây, Đoan Mộc Thuật ngẩn người, sau đó cũng không nói thêm nữa, chỉ ra lệnh cho 2.000 tông sư cùng hơn 400 tên tông sư đỉnh phong, đồng thời ra tay. Bây giờ, bọn họ đã biết sức mạnh của các thành viên huyết đồ, nên cũng không xem nhẹ, mọi người đều sử dụng bản lĩnh giữ nhà của mình. Hơn 40 vạn binh lính của nước D đồng loạt dừng lại, không còn tấn công thành biên giới phía nam nữa mà dừng lại theo dõi. Những tướng sĩ nước Hoa còn sống sót tại hiện trường không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đổ dồn ánh mắt tò mò về chiến trường xem ai đã cứu họ. Bọn họ là vệ sĩ của nhà họ Tô. Lúc này, Triệu Thiên Sách ở trên tháp đã nhận ra các thành viên huyết đồ và Tô Thương trong đám đông, lập tức khiếp sợ, không phải tất cả những vệ sĩ của nhà họ Tô đều là người bình thường sao, trong cơ thể không có một tia chân khí nào, làm sao có thể? Quỷ dị! Quá quỷ dị! Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của Triệu Thiên Sách về thế giới này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều này, dù thế nào đi nữa. Bọn họ đã giành được cơ hội thở dốc cho những tướng sĩ biên giới phía nam. Vậy mà lúc trước mình còn nghi ngờ Tô Đại Thiếu tham sống sợ chết, không dám tới chiến trường biên giới phía nam, nhưng bây giờ lại được đội ám vệ của nhà họ Tô do anh dẫn tới hóa giải nguy cơ,
thật là xấu hổ. Triệu Thiên Sách có chút xấu hổ, sau đó tràn đầy tò mò mà nhìn chằm chằm chiến trường phía xa, muốn xem những ám vệ của nhà họ Tô này đến tột cùng là mạnh cỡ nào. Trên chiến trường, Tiêu Đình cùng 49 thành viên huyết đồ, đang anh dũng chiến đấu, động tác không chút do dự, mỗi một quyền đều tràn đầy sức mạnh. 50 người này, càng đánh càng hăng, trong cơ thể dường như không biết mệt mỏi. Hơn nữa, thân thể của họ cũng là đau thương bất nhập, vô cùng kiên cố, những binh lính bình thường dùng toàn bộ sức lực cũng không thể khiến họ bị thương. Đau thương bất nhập, đao kiếm không thể làm họ bị thương được. Thành viên huyết đồ, trên chiến trường, người người như rồng, 50 cỗ máy giết người, vẫn đang không ngừng lấy mạng binh lính. Vài phút ngắn ngủi, vô số binh lính nước đê tử vong, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trải dài hàng chục mét. Hơn 2.000 tên cao thủ tông sư, ở trước mặt thành viên huyết đồ, cũng đều trở nên vô dụng. Có điều, bọn họ dù sao cũng là tông sư võ đạo, chân khí trong cơ thể hùng hậu, dùng hết thủ đoạn vẫn có thể làm bị thương thành viên huyết đồ. Rất nhanh, 49 thành viên huyết đồ, vết thương trên cơ thể chồng chất, một số vị trí máu thịt be bét, chắc chắn là cực kỳ đau đớn. Nhưng mà những đau đớn này, thành viên huyết đồ hoàn toàn không nhìn đến, hoặc là đã bị tê liệt, cắn chặt răng tiếp tục những động tác của mình. Lại thêm một quyền nữa, những thành viên huyết đồ liều mạng đánh thương vong kẻ thù, không ngừng xóa bỏ cao thủ tông sư. Đồng thời, họ chuyển động thanh minh luyện thể thuật, giết mỗi một tông sư, thì sẽ hấp thụ huyết dịch của nó, tẩm bổ cho cơ thể, làm tăng cường sức mạnh của mình. Vì thế, 49 thành viên huyết đồ, càng đánh càng hăng, kẻ thù tại hiện trường, trong lòng run sợ, liên tiếp lui về phía sau. Tinh huyết cao thủ tông sư, ẩn chứa chân khí. Mặc dù chân khí không mạnh mẽ bằng linh khí, nhưng cũng là một loại năng lượng tốt, tẩm bổ rất hiệu quả cho cơ thể, tốt hơn những binh lính bình thường rất nhiều. Đại khái có thể đoán được, một tên cao thủ tông sư, tinh huyết còn hơn hàng trăm ngàn tên binh lính bình thường. 49 thành viên huyết đồ, sao chịu buông tha chất dinh dưỡng tốt như vậy chứ, sôi nổi thừa thắng xông lên. Đêm nay, trở thành trận chiến đầu tiên của huyết đồ, giữa những thành viên này cũng có tính cạnh tranh, đương nhiên là cạnh tranh lành mạnh. Mỗi người đều muốn ở trước mặt cậu chủ, thể hiện mình thật tốt, vì thế tranh cướp giành giật xóa sổ những tông sư bình thường này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.